Ông ơi, ông. Xin lỗi, ông muốn tìm ai? Mời ông vào nhà. Dạ, tôi tìm... Dạ, xin lỗi, ông có phải là Trần Bích Toàn, chủ nhà sách Toàn Minh không? Vâng, Toàn là tôi đây. Ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Dạ, mời ông vào nhà. Vâng, cảm ơn ông. Mời ông ngồi. Thú thật với ông là mấy bữa nay tôi đã từng để ý cử chỉ của ông làm cho tôi suy nghĩ. Đã nhiều lần ông lảng vảng trước nhà tôi như ngóng trông hay tìm kiếm một người nào. Tánh của tôi chỉ thích minh bạch rõ ràng nên tôi cũng cần muốn biết ông là ai. Dạ, tên tôi là Nguyễn Văn Thiện, là giáo sư chuyên dạy về việc văn. Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi. Trước đây tôi cũng từng làm giáo sư. Các bạn tôi giới thiệu nên tôi biết rằng ông là người độ lượng khoan dung. Dạ, ông quá khen. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong việc tôi sắp nói, ông cũng đối xử với những người trong cuộc bằng tấm lòng khoan dung độ lượng sẵn có của ông. Xin ông cứ nói, nếu giúp được ông... quên nữa, mời ông uống nước. Thưa ông, có lẽ bà đi vắng. Vâng, vợ tôi về Vĩnh Long để thăm bà con từ hôm qua. Còn thằng Định, con tôi thì đi học ở Đà Lạt. Dạ, ảnh của nó treo trên tường đó. Ông bà không có con gái sao? Dạ không, thằng Định là con một. Và tôi lại thích không nuôi con nuôi. Xin lỗi ông, có phải bà tên là Trần Thị Tuyết Minh không? Dạ phải. Nhưng chúng ta mới quen nhau lần thứ nhất mà sao ông lại biết tên của vợ? Tôi mới biết ông. Còn riêng bà là chỗ quen biết cũ. Sao? Ông với vợ tôi là... Dạ đúng ra tôi cần gặp bà để kiếm con gái tôi. Con gái ông? Ông muốn gặp vợ tôi để tìm con ông? Ủa, như vậy là sao? Ông Toản, xin ông bình tĩnh để nghe tôi kể lại đoạn đời đau khổ của tôi và Tuyết Minh, rồi ông sẽ hiểu. Tôi biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sẽ sanh ra nhiều rắc rối, nhưng biết làm sao? Đã qua nửa đời người, đến nay thì tôi cảm thấy đời tôi cô độc quá. Vì vậy nên tôi cần phải tìm kiếm đứa con thơ. Không biết hiện giờ nó đang ở nơi đâu. Phụ tử tình thâm mà cách xa suốt mười mấy năm qua. Con không biết mặt cha. Đó là một điều làm cho tôi khổ hận, nên tôi phải khổ công kiếm tìm. Xin ông chớ nói dài dòng, tôi cần muốn hiểu giữa ông với vợ tôi đã có gì liên quan, và có những ân tình gì còn ông xong đến đây mà tìm. Nếu lòng ông không khoan hồng đổ lượng thì tôi không tiện nói ra. Độ lượng khoan hồng nghĩa là phải sẵn sàng tha thứ phải không? Nhưng tha thứ ai? Cho vợ tôi, cho ông, hay là người nào? Ông làm cho tôi thắc mắc vô cùng. Ông Toàn à, 17 năm về trước tôi với Tuyết Minh là vợ chồng. Hả? Tuyết Minh trước kia là vợ ông? Vâng, là vợ tôi, có cưới hỏi đàng hoàng. Nếu vậy thì đứa con gái mà ông tìm là con của ông và vợ tôi à? Vâng, năm nay nó được 17 tuổi rồi. Vợ tôi đã có con với ông. Vậy thì từ lâu nay Tuyết Minh đã giấu đứa bé đó ở đâu mà sao tôi không hay biết gì cả? Xin ông vui lòng tha lỗi cho. Bỗng nhiên tôi lại mang chuyện không vui đến cho gia đình ông. Ông Thiện, xin ông tha thứ cho thái độ bất nhã của tôi đối với ông. Và tôi hứa sẽ giúp ông tìm được đứa con gái đó. Nhưng
tôi còn thắc mắc một điều, là tại sao ông và Tuyết Minh phải chia lìa nhau? Vì một sự hiểu lầm hay vì lý do nào khác? Từ trước tới nay bà không nhắc chuyện dĩ vãng cho ông nghe sao? Trước kia tôi cho việc tìm hiểu dĩ vãng của người mình yêu là điều không phải, nhưng bây giờ thì tôi nhận thấy là tôi đã lầm. Được rồi, tôi sẽ kể hết cho ông nghe, nhưng ông đừng cho bà biết, như thế sẽ êm đẹp và không hại cho hạnh phúc gia đình ông. Vâng, tôi hứa. Vậy thì tôi kể đây, chuyện của 17 năm về trước. Dạ có sao đâu chị hai, buồn buồn đá thử coi gốc cây này có vững chắc không vậy mà. Đá cầu sao lại nhè gốc cây mà đá? Anh hai đâu rồi hả? Ảnh nè. Chị hỏi thật mà em cứ giỡn hoài à. Nói chơi với chị cho vui chứ, ảnh đi qua nhà chú Ba Lầu á, để nhờ chú Ba lát nữa chèo xuồng đưa đi Sài Gòn. Chị sợ anh hai đi một mình nên chị định nhờ em đưa ảnh đi á chứ. Bây giờ có chú Ba Lầu thì đỡ quá, mà không biết chú ấy có nhận lời chưa. Chị khỏi lo, chú Ba Lầu tốt bụng lắm, chú lại rành đường xá nữa, hang cùng ngõ hẻm nào mà chú lại không biết. Thôi đi tía non, đừng nói ẩu nha. Ủa chú Ba? Kìa chú Ba mới qua. Sao chú linh quá vậy? Ủa bộ tao chết rồi sao lại linh? Nhắc chú là có chú tới liền à, phải chi nhắc tiền nhắc bạc gì mà được vậy thì đỡ nghèo. Dạ anh Thiện cháu mới đi qua bên chú á, chú có gặp không? Rồi chết quất, tôi đi thăm ruộng là tiện đường ghé đây luôn, làm sao gặp. Ủa anh hai tôi định nhờ chú. Biết rồi, cậu hai muốn mượn tôi đi Sài Gòn chứ gì. Dạ phải, nghe nói có chú đưa ảnh đi con cũng vững bụng vô cùng. Chừng nào cậu hai đi? Anh định chút nữa đi á chú. Chút nữa đi. Chú có rảnh không chú Ba? Rảnh ha, mà rảnh hay không thì cũng phải đi. Không mấy thở cậu hai nhờ tôi một lần, nhưng có điều là bữa nay tự nhiên con mắt ở bên phải của tôi nó cà máy giật khó chịu lắm, nên cái bụng tôi không yên. Đặc biệt nghe, với lại hồi sáng này nè, tôi nghe con gà cồ tây nó gáy, nghe thật là kỳ, tiếng kêu túc túc như báo hiệu điều gì. Sợ rằng hôm nay gặp không may, tại cái tánh tôi hay sợ gà cồ tay gái này là có lâu thôi đổ máu như trận. Chú chớ có tin quá ở chuyện quan đường, phải chăng chú nhút nhát nên bịa chuyện gà cồ phải không, để chối từ không đưa anh hai tôi đi á. Nè không có phải vậy, cậu Phi đừng nói mày, tại tánh tôi hay lo chứ không phải tôi nhát. Chú Ba nói vậy nghe cũng phải đó Phi à. Để chị nói lại với anh Thiện, chờ bữa khác hãy đi. Phải á, mở bàn lại với cậu hai thử coi. Chú Ba không dám đi á thì để tôi đưa anh hai tôi đi cho, chứ chú bàn tán ngăn cản á thì xui xẻo lắm, mà chưa chắc anh hai tôi ảnh chịu tin đâu. Cậu đưa đi chứ không lẽ còn chờ con ngày xuất hành sao. Thôi thì nói là nói vậy á, chứ để tôi đưa cậu hai đi cho, nếu có chết thì thằng già này chết, chứ cậu còn trẻ quá mà chết trẻ uổng lắm. Tiếng ai in như chú Ba Lầu vậy? Dạ chào bà Hội, tôi qua nãy giờ. Tôi mắc lui cui đằng sau bếp á, có hay biết gì đâu. Quên nữa, hai à, con ra sau bếp á coi nồi thịt kho giùm cho má đi con, má mới bắt lên bếp đó. Dạ. Bà con bên chú có ai tản cư không vậy? Dạ thưa bà, họ đi muốn hết làng rồi. Dạ còn bà, sau khi cậu hai đi Sài Gòn rồi, bà có định tản cư không? Tôi thì sống chết gì cũng ở đây, nhà cửa vườn tược mồ mả ông cha còn đó thì bỏ đi sao đành chú Ba. Má tôi sợ bỏ đi rồi ba tôi nằm cu kia một mình ở ngoài mả lạnh lẽo, không ai nhang khói và nói chuyện đời xưa cho ba tôi nghe. Thằng quỷ nè. Anh hai về kìa. Cậu hai. Trời đất ơi, chú ở đây mà tôi lội qua bển tôi tìm chú. Dạ biết rồi, mở hai mới nói tôi nghe nè.
Tôi kiếm chú để nhờ chú đưa đi Sài Gòn giùm. Phải à, có chú ba đưa đi á má cũng yên tâm nữa. Chú ba đưa giùm thằng Thiện đi á thì tôi mang ơn biết mấy. Dạ ơn nghĩa gì bà Hội. Miễn là sau khi cậu hai đi rồi, cái con trở về cái bà Hội cho vài chục gạo là được rồi. Phi à, em ra coi tắt luôn đi. Dạ. Chú bà, mình đi ngay bây giờ cho kịp con nước, để chậm tối mình mới ra khỏi giàm được á. Dư sức bà cậu hai, tôi chèo mau lắm, để tôi đi phụ với cậu Phi cho vui. Tại con cứ nằng nặc đòi đi nên má không tiện cản con. Chứ thật ra thì má không yên lòng một chút nào cả. Dạ, đâu có gì mà má phải lo cho mệt. Con đã lớn rồi. Tuy biết vậy, nhưng má không thể nào thản nhiên khi con một mình nơi xứ lạ đường xa. Đã mấy mươi năm mẹ con mình nửa bước chẳng rời nhau. Nay bỗng nhiên con xa mẹ sống đời khổ cực bơ vơ. Ai biết được câu chuyện lành dữ ở mai sau. Xin má đừng quá lo mà sức khỏe hao mòn. Vì loạn lạc không yên nên con phải lên đường. Sinh mạng của người ta đâu có ra gì dưới thời buổi loạn lê. Nên má chẳng yên lòng khi con nhất định ra. Con đi, nhưng thỉnh thoảng con sẽ về thăm má. Anh đi liền bây giờ sao? Phải, anh phải đi liền bây giờ. Con thu xếp đồ đạc cho nó xong rồi hả Minh? Dạ, xong rồi má à. Để má đi lấy thêm ít tiền cho nó bỏ theo, để dành mà xài. Anh đi, chừng nào anh về? Hãy lo xong công việc làm ăn, là anh về thăm mẹ và em. Xong việc là bao giờ? Em khổ quá à. Trong hoàn cảnh này mà em lại mang thai. Em biết nói ra sẽ làm cho anh bận biểu lúc ra đi, nhưng mà không nói thì làm sao mà anh rõ được. Em mang thai, anh rất hãnh diện mà có một người vợ như em. Em đừng có lo gì nữa, ở nhà còn có mẹ và thằng Phi. Em khỏi sợ thiếu người lo lắng cho em trong những ngày sanh nở. Anh phải về để thấy mặt con chứ. Bộ anh tính bỏ liều mặc kệ em sao? Tuyết Minh, anh cũng khổ khi phải xa em. Nhưng mà... Không, em không phiền trách anh đâu. Thời buổi nhiễu nhương loạn lạc này, anh ở nhà càng thêm nguy hiểm. Trong giờ phút anh lìa xa xóm làng yêu mến, bỏ mẹ và em yêu quạnh ở gia đình. Em chỉ biết khuyên anh nơi xứ lạ đường xa bảo trọng lấy thân mình. Dẫu nay ly cách đau buồn, nhưng hy vọng ngày vợ chồng được trùng quan. Anh ơi, giữa chốn phồn hoa rộn ràng xe ngựa, xin anh chớ lãng quên nơi quê nhà bao người đang chờ đợi. Ôm cô đơn đến từng gió mưa chiều, lòng mang nặng bao niềm thương nhớ bâng khuâng. Tuyết Minh, em an tâm. Dù bận công việc bao nhiêu thì anh cũng có gửi thơ về để báo tin cho mẹ và em. Anh Thiện à, vậy còn tên con? Tên con à, hay là chúng mình đặt trước bây giờ đi ha. Đâu để coi. Nếu con trai thì đặt tên Dũng,
Con gái thì mình đặt tên là Tuyết Vân đi. Được rồi, nếu là con gái thì em sẽ đặt tên Vân cho con. Rồi, xong xuôi rồi đó. Hôm qua mưa lớn quá, nước đầy xuồng, tát muốn hụt hơi luôn vậy. Nước lớn nhiều dồi đó cậu hai. Mình đi được chưa chú ba? Dạ tùy cậu à. Con đi liền bây giờ hả Thiện? Dạ con đi liền bây giờ má. Tiền đấy con cất theo vài trăm bỏ túi để phòng hờ khi đau yếu. Ở cái đất Sài Gòn á, con biết ai mà vay mượn. Tao khổ quá. Má à, má đừng khóc. Không chừng ít ngày con về con thăm má. Nè, gia ly quần áo đồ đạc cần thiết của anh đây nè. Anh đi nghe em. Dạ. Anh đi mạnh giỏi. Thưa má con đi. Anh đi nghe Phi. Em nhớ ở nhà lo cho má và chị hai nghe em. Em nhớ rồi anh hai à. Anh đừng bận tâm lo ngại nữa, mà anh cứ vui vẻ cất bước ra đi dải dòng bụi. Dù tuổi còn thơ ấu, em cũng biết sao là bổn phận với gia đình. Trong khi anh ra đi nơi phương trời xa thầm, thì bổn phận em phải lo cho mẹ già và chăm sóc chị hai. Dẫu cực khổ gian lao không bao giờ em quản ngại, em chỉ mong một ngày kia em sẽ đón mừng anh trở lại. Ngày ấy là ngày anh công thành danh toại, vinh hiển tông môn và rực rỡ xóm làng. Em của anh ngoan lắm, anh tin em. Nhưng buổi biệt ly dầu sau cũng làm cho lòng anh nao nao chua xót. Thương mẹ già vợ yếu, em thì thơ ấu dại khờ. Anh hai à, ngày chia tay bao giờ cũng buồn thảm, nhất là cuộc chia ly của gia đình đầm ấm. Nào mẹ già vợ yêu, mai lá hàng cao, đâu đâu cũng gửi cho ta lòng luyến lưu thương mến. Nhưng nghịch cảnh trớ trêu do trời xuôi khiến, và chúng ta cũng đủ tài dời thì có ích gì đâu để chiếc thuyền con trôi ngược thủy triều. Anh hai ơi, mẹ già rồi, chỉ có anh em ta là tình cốt nhục. Xa anh em buồn hơn ai hết, nhưng em không muốn tỏ ra hèn yêu. Anh phải bận lòng khi xa biệt làng. Phi, em của anh. Anh hai. Đi chú ba. Rồi, đi thì đi chứ. Anh nhớ đi tới nơi gửi thơ về liền cho em hay nghe anh. Nhớ nghe anh. Anh nhớ mà. Thôi, vô nghỉ đi chị hai. Phi cũng vậy, đi ngủ đi con. Chị hai ơi, chị hai, má ơi má, giặt tay ruộng bố rồi, chị hai ơi. Chết rồi, làm sao bây giờ? Phi à, dạ. Em ra xuồng chưa? Dạ xong rồi, chị với má xuống xuồng đi nghe. Đi má. Đi má, mình vô ruộng trốn thì yên thân, đi má. Chết, má bỏ quên gói nữ trang. Giờ sao chị hai? Được rồi, em đưa má đi đi. Để chị lên chị lấy cho. Cẩn thận nha chị hai. Chị hai ơi, chị hai. Mau, mau đi chị hai ơi. Chị hai. Chết rồi, má. Tụi nó tới rồi má ơi. Trời ơi. Chắc chị hai cũng mắc kẹt rồi má. Mau kìa ta. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Trời ơi. Buông ra. Chị hai cũng nguy rồi má ơi. Má ơi.
tôi xuống lên kìa má. Không được đâu, tôi giết con chết. Má buông ra đi. Không Phi ơi, đừng bỏ má Phi ơi. Má, đừng con ơi. Đừng quá. Lại cho con mà buông ra. Chị ơi. Buông ra. Con nè, cha má. Chị hai con đâu rồi? Hai ơi. Má. Minh ơi. Má, má để con đường má vô nhà kiếm coi chị hai con đâu kìa má. Kìa, chị hai. Má. Chị hai. Phi. Chị hai. Má ơi. Con ơi, sự nhơ nhút này con biết rửa mấy xong cho sạch được. Phi ơi, chắc là chị chết. Chị hai ơi. Đừng nói vậy con ơi. Con nói vậy càng làm đau lòng má. Tại má mà con má ngại mà. Trời ơi, tai họa bỗng đâu từ trời cao rơi xuống. Nhục nhã giống như từ lòng đất dây lên. Và chỉ còn có cách là chết đi để chôn sâu. Tuổi nhục đau thương đang dằn vặt tâm hồn. Còn tiếc gì tâm thân băng trên quê mô bụi hồng. Quanh mình sẽ dậy tiếng thị phi. Người ta mới lìa khinh khi. Và mai sau anh thiện trở về. Anh yêu chị nhiều hơn lúc ra đi. Chỉ chịu khổ thân vì lòng thương kính mẹ. Má khuyên con đừng quá bi thương. Ác mộng đã qua rồi. Con hãy cố mà quên. Tới buổi loạn ly mai nhờ rồi chiều. Hai bình tâm xem đó là chuyện thường. Lỡ chân dầm xuống dùng sinh. Ai nỡ dẫn mình rồi chắc chân. Thôi đừng khóc nữa con. Hồi nãy má cũng không biết làm sao để cứu con nữa. Đi vô với má đi con. Đi chị ơi. Thằng giặc là người ghen trời. Mày mà dám trở lại tao cũng đánh chết cha mày. Tôi ba lầu. Ba lầu. Ủa chú ba hả? Trời xin lỗi chú ba nghe. Nếu chú chậm miệng thì tôi cho chú một hèo rồi đó. Trời chú làm gì mà run dữ vậy? Ủa là xuồng đâu? Sao chú lại lội sông? Ủa có chuyện gì lạ hả chú? Chú nè nước nãy giờ nó cứng. Hai cái giặt chéo hết nó không được. Sao có chuyện gì chú? Bình tĩnh. Tôi nói chuyện gì mà bình tĩnh? Cậu hai sao bị Tây Bắc rồi? Trời ơi, anh hai tôi bị Tây Bắc ở đâu vậy chú? Chú ở bên đâu vậy chú? Anh hai tôi bị Bắc ở đâu vậy chú? Chú từ tôi đến cuộc gặp mà cậu hỏi dồn. Tôi nói không kịp. Cậu hai bị giặt nó phục kích bắt hồ khuya ở bên kia dạm. Ở trên tàu tuần tụi nó dọi đèn xuống, nó thấy xuồng tụi nó liền bắn xả vào. Tụi tôi nhảy xuống ngay xong mạnh ngay lấy lội thoát thân. Tôi lội vô trong bụi ô vô ở gần. Những khi đó tụi nó dùng xuồng máy dọi đèn đuổi theo và bắt được cậu hai. Nó liền kéo tàu dội chở đi luôn. Rồi chú có biết tụi nó chở anh đi đâu không vậy chú? Và làm cách nào để đi lo lắng cho anh hai tôi? Có lẽ nó đem cậu hai lên tốt Sài Gòn. Bây giờ có nên cho bà và mở biết tình không? Ý, không được đâu chú. Sao? Ở nhà cũng vừa mới xảy ra chuyện đau lòng. Hiện giờ má tôi với chị hai đang buồn khổ lắm chú ba ơi. Vậy thì mình thủng thỉnh nói ha. Tôi cũng tính vậy.
Thôi bây giờ tôi về thay quần áo, tôi lạnh quá. Cậu Út à? Dạ. Cậu đừng có buồn ha. Bây giờ cảnh nhà đơn chiếc lắm, chỉ còn có mình cậu là trai à. Cậu phải lo bảo bọc cho bà và mở hai. Lỡ cậu buồn rồi sanh đói bệnh hăng thì còn nguy hiểm hơn nữa à. Cảm ơn chú ba, nhưng mà chú nhớ đừng có nói chuyện đó cho ai biết hết nghe chú. Trời, cậu nghĩ sao rồi? Tôi nói cậu lo cái chuyện bao đồng gì không à. Tôi là nổi danh kính miệng, dầu cho bà và mợ có nghe phong phanh cái chuyện đó đó, dầu khảo cha tôi, vừa đánh đập vừa giết tôi chết luôn, thậm chí vậy đó mà tôi cũng không nói. Chú ba nói chứ, nói ủa mợ mợ hai cậu Út, mợ hai nè. Dạ tôi nói chơi chứ không có gì đâu, tôi về. Khoan đã chú ba. Hả? Có tin gì mà chú định giấu tôi vậy chú ba? Dạ đâu có. Hỏi cậu Út có phải không? Dạ không có gì đâu chị hai. Chú ba. Dạ. Chú nói hay là để tôi tự giận từ đây tôi chết vậy chứ coi nè. Dạ nói. Ủa trời ơi cậu Út ơi, kẹt rồi, gỡ giùm cổ ơi, kẹt rồi. Anh Thiện chết rồi phải không chú ba? Đâu có. Ai nói ác vậy? Mới bị bị bắt rồi phải không chú ba? Phải không? Cậu Út ơi, kẹt rồi, gỡ giùm cổ ơi, kẹt rồi. Chú ba, chú nói thật đi, cháu không có sao đâu. Sao cậu Út? Chị hai, chị bình tĩnh một chút đi chị hai. Chú nói không? Nói. Ủa không. Ủa gì hả? Sao phải không hả? Dạ phải. Nói đi. Trời ơi. Dạ phải, anh hai bị bắt rồi. Vậy đó. Anh Thiên bị bắt, chồng tôi bị bắt rồi. Trời bắt. Mở hai chị hai. Mở hai. Thế rồi sau khi sanh nở, nàng lặng lẽ ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Mẹ và em tôi cũng không hiểu nguyên do nào thúc đẩy, mà cũng không biết nàng bồng con thơ trôi dạt đến phương nào. Một năm sau khi mãn tù ra, tôi trở lại quê nhà thì hỡi ơi, một cảnh tang thương dâu bề, mái nhà xưa đổ nát, giường cao tới ngã ngọn dọc ngang, chung cũ điêu tàn quang vắng, người xưa cùng chẳng thấy đâu. Hỏi thăm ra thì tôi mới biết rằng mẹ tôi đã mất, còn em tôi đã tha phương nơi xứ lạ quê người. Thật tôi không ngờ anh lại gặp hoàn cảnh không may như vậy. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một điều là tại sao Tuyết Minh lại bỏ nhà anh mà đi? Điều đó chỉ có một mình Tuyết Minh biết rõ. Tôi thì thu thật là mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được nguyên do. Em tôi kể lại là sau khi Tuyết Minh sanh nở thì nhà tôi vẫn được yên vui. Dì Phi và mẹ tôi đều cố gắng làm cho mọi người không nghi kỵ mỉa mai dèm xem. Mẹ tôi thường nói với Tuyết Minh, con Tuyết Dân nó giống cha như khuôn đúc, ai cô còn muốn nói xấu con cũng không thể nào nói được. Thế mà vào một buổi sáng tinh sương, nàng đã ôm con ra đi không một tiếng giả từ. Đó là tất cả sự thật đau thương của một gia đình giữa thời loạn lạc. Anh đã hiểu ra rồi, chắc cũng ai ngại cho đời tôi. Anh Thiện, sự thật của anh đã chiếm trọn vẹn cảm tình của tôi đối với anh. Tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra sự thật, dầu cho Tuyết Minh có. Xin anh an tâm, tôi đã nói rõ ước vọng của tôi là tìm lại đứa con thất lạc. Còn ngoài ra,
không có gì khác nữa. Vâng, tôi sẽ giúp anh với tất cả sức cố gắng của tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. À, nếu có tên gì lạ thì tôi liên lạc với anh bằng cách nào, và tôi gặp anh ở đâu cho tiện? Xin anh cứ điện thoại, hay là đến gặp tôi ở trường Hùng Dương. À thôi, tôi đến cũng đã lâu rồi, xin phép anh tôi về. Vâng, anh về và anh cứ tin tưởng ở tôi. Vâng, tôi hy vọng lắm và xin đợi tin anh. Anh cứ an tâm. Chú Ba ơi, mở cửa đi chú Ba. Ai vậy? Tôi đây. Trời ơi, cậu hai, cậu đi đâu dữ vậy? Tôi nói cho chú mừng, tôi sắp tìm được con Thiết Dân con của tôi rồi đó chú. Vậy hả cậu hai? Bây giờ cháu Thiết Dân nó ở đâu? Bộ cậu gặp mợ hai rồi hả? Không, tôi chỉ gặp ông Toàn, chồng của Tuyết Minh thôi. Trời đất, cậu gặp chồng mợ hai? Mà cậu gặp ở đâu? Tôi gặp anh ấy tại nhà của ảnh lúc Tuyết Minh đi vắng. Cậu không sợ lỡ ông ta nổi cơn ghen à, thoai cậu dài thoai bể mặt giáo sao? Không đâu, ông ta đứng đắn đàng hoàng lắm. Khi nghe tôi kể rõ nỗi khổ của tôi, ông ta rất cảm thông và hứa sẽ giúp tôi tìm cháu. Hứa? Cái lời hứa thời nguyên tử cái này đó, nó theo dễ tin mà nó dễ lên ba lên cung trăng lắm cậu ơi. Ủa, mà cậu nói vậy là cháu Tiết Dân nó không có ở với mợ hai hả? Có lẽ Tuyết Minh đã giấu nó ở một nơi nào đó mà cả ông Toàn cũng không biết. Lạ quá ta. Nhưng tôi hy vọng sẽ tìm ra Tuyết Dân một ngày gần đây, nếu ông Toàn tiếp tay. Tôi cũng cầu mong như vậy. À, mấy giờ cậu hai? 3 giờ sáng rồi. Chết cha rồi, nếu cậu không về kêu cửa tôi ngủ quên thêm chút nữa là trễ xe rồi. Tôi đi à cậu? Ờ, chú lo đi đi. À quên nữa, có cái thơ gì của cậu nè, không biết của ai mà bỏ vô kẹt cửa. Hồi chiều về tôi lụm được, tôi để lên bàn á. Kính thầy, có dịp đến đây biết nhà thầy ở xóm này, Bích vào thăm thì thầy lại đi vắng. Chắc thầy không nhớ Bích là ai đâu, hứa là sẽ đến thăm thầy. Bích, Bích, đứa học trò nào đến thăm tôi mà tôi quên mất vậy kìa? Cậu vừa học trò quá, làm sao tôi nhớ cho hết. Thôi cậu đi ngủ đi cho nó khỏe. Ngủ nghe gì, tôi phải lo chấm mớ bài vở nữa. Đâm nó rồi, hạ nó được rồi. Ê chết, lính tới, chạy mau tụi bay, chạy mau. Thầy ơi, mở cửa, mở cửa thầy ơi. Thầy ơi. Ai đó? Mở cửa, em, mở cửa giùm em mau mau đi thầy. Ai vậy kìa? Mở cửa đi mà. Thầy đóng chặt cửa lại đi, coi chừng tụi nó. À lát nó xô vô đây là thì lúa đời em à thầy. Trời, cô là ai mà cô biết tôi? Thầy khóa cửa lại đi, em là Bích, học trò cũ của thầy nè. Bích, hồi chiều này cô có đến đây phải không? Em chứ ai, em có để thơ cho thầy đó. Ui da, đau quá. Trời đất ơi, em bị thương à. Thầy chở em đi bệnh viện nha. Ê, đừng có đưa lại bệnh viện, họ ghi tên không có được đâu. Chứ làm sao bây giờ, em té trúng đâu mà máu ra nhiều quá vậy? Ở bờ vai nè, tụi nó đâm anh Khang lại nhẹ trúng Bích. Thầy có thuốc gì không, băng cầm máu cho Bích đi. Thiệt khổ quá. Em nằm trên ghế bố này rồi thầy băng cho. Ôi da. Em buồn ngủ quá thầy ơi. Để tôi băng vết thương cho. Chỗ nào đâu? Đây nè thầy. Em lẹ một cây luôn á. Thấy nó đâm tới, em liền lách mình nên chỉ trúng cạn thôi. Nếu không thì bây giờ nó đâm ngay tim là ngủm rồi. Sao mà đâm chém nhau dữ vậy? Thì tụi nó dữ quá mà. Tại em đi chơi với anh Khang nên tụi nó mới rủ nhau lụi anh Khang á. Khang? Mà Khang nào? Bạn của em á. Anh không có học thầy đâu, anh nhảy tuyết siêu lắm nghe thầy. Các cậu đó ganh nhau phải không? Chứ làm sao, thầy nhìn em xem, em
hấp dẫn như vậy thì sức mấy mà tụi nó khỏi ghen nhau. Với lại bình thường á thì tụi nó toàn là đồ chết nhát à. Chỉ có lúc ghen mới nổi máu anh hùng, rồi choảng nhau chí tử để thanh toán nhau. Tụi nó si mê và tôn thờ em như một nữ hoàng. Hồi tháng trước em bồ với thằng Bình, thằng Phụng. Nhưng mà từ lúc em quen biết với anh Khang cho tới giờ, thấy Khang mô trai và nhảy tuyết một cây xanh dờn, em cho tụi kia đi tàu suốt hết cả công quá thầy. Cô nói nhiều câu tôi nghe sao là lạ. Đi tàu suốt cả công quá là nghĩa lý gì? Trời ơi, ngày xưa như trái đất có đâu dài á. Tôi muốn nói là cho tụi nó rơi như lá rụng mùa thu. Theo như lời cô nói thì tại cô thương cậu Khang nên mới có sự tranh giành, rồi xảy ra đánh lộn và đâm chém nhau. Trời ơi, không về đến nay thầy vẫn còn xưa cũ cùng mình à. Nè, đi chung đâu cần phải yêu nhau thật. Thích thì kết bạn, không thì a lê hết cho thuộc dù. Đợt sống mới thì phải sống dội yêu cuồng. Nếu cụ cờ đâu mong gì theo kịp trào lưu. Hiện giờ cô ở đâu và có còn đủ cha mẹ? Nhà em ở Chợ Lớn và em ở với bà ngoại. Còn cha mẹ em đã chết hồi em còn nhỏ đó. Tuy thiếu tình thương nhưng vẫn khôn lớn chứ có sao đâu. Em nói em là học trò cũ của thầy, nhưng ở đâu trường nào sao thầy chẳng nhớ ra. Lúc đó em còn nhỏ nên bị lu mờ, vì thầy chỉ nhớ mấy chị lớn đẹp hơn em thôi. Em không được phép nói với tôi như vậy. Ủa, nói như vậy là lỗi hả thầy? Lỗi chứ. Tôi tuổi đáng cha đáng chú của Bích. Bích đâu có thể nói đùa với ẩn ý không hay không đẹp đó. Vậy hả? Vậy thì xin lỗi. Thầy, thầy còn giận em sao? Không, chuyện nhỏ nhặt, có gì mà giận. Thầy không nhớ thầy đã dạy em ở đâu sao? Em nói em là học trò cũ của thầy. Mà trường nào? Ở trường nữ trung học Quả Mi. Nhưng mà em đã bỏ học rồi. À, tôi nhớ rồi. Bích học đệ ngũ phải không? Dạ phải. Qua năm sau em lên đệ tứ. Nhưng gặp phải thầy dạy Việt văn ác ôn dị kỳ đan quá, nên em nghỉ học luôn. Ác ôn dị kỳ đan quá là sao? Dạ là thôi em không nói đâu. Nói ra thầy lại bắt lỗi. Thầy khó quá à. À, thầy ở đây với ai vậy? Có cô ở trên gác không thầy? Tôi ở đây với một ông bạn già. Ông ấy đã đi vắng rồi. Thầy còn độc thân à? Hay quá hả? Không, tôi cũng có gia đình chứ. Con tôi bây giờ cũng cỡ tuổi em. Vậy sao không ở đây với thầy? Chuyện riêng của tôi dài dòng lắm. Bây giờ hãy nói về em đã. Con Bích ở Chợ Lớn mà ở đường nào? Dạ, Bùi Hữu Nghĩa. Mà thầy hỏi chi vậy thầy? Tôi muốn đưa em về nhà vì khuya lắm rồi. Em đang lo đây. Giờ này mà về thì chắc là nát xương, ngoại đánh em chết luôn à. Không lẽ vì sợ bị đòn mà em bỏ nhà đi luôn sao? Vậy chứ thầy bảo em phải làm sao bây giờ? Đáng lẽ em nên nghĩ đến những việc khó khăn đó trước khi đi chơi mới phải chứ. Mà có khi nào em về khuya như vậy không? Dạ chưa. Hồi tối em xin phép qua nhà chị bạn học bài. Học bài? Sao lúc nãy em nói là đã bỏ học hơn tháng rồi? Dạ, em bỏ học nhưng mà ngoại em không có biết. Mỗi ngày em vẫn đi từ sáng đến trưa mới về. Hết nói nổi. Mà nếu không đến trường thì em đi đâu? Thiếu gì chỗ thầy. Nhưng mà thường nhất là em đi cine. Mà thôi thầy đừng có hỏi nữa, em buồn ngủ quá. Bích à. Dạ. Để thầy đưa em về nhà tiện hơn. Khuya lắm rồi, bà ngoại em sẽ lo ngại vì sự vắng nhà của em đó. Nhất định là bà lo rồi. Nhưng về giờ này bà đánh chết sao? Thầy cứ để em ngủ đi, rồi mai hẳn tính. Nè Bích, khoan đã. Cô muốn ngủ thì lên trên lầu ngủ đàng hoàng, đừng nằm ở đây. Bích à, hay là em qua ghế bố kia mà nằm. Bích à, nghe thầy nói không? Hết chỗ nói rồi. Mở cửa xếp gia đình. Chết rồi. Mở cửa nào, mở cửa. Nhà này có mấy người? Trời đất ơi, chú ba. Chú làm tôi sợ muốn lọt tim mà. Xét gia đình mà sợ à?
Tại có dư người mà. Ai vậy? Học trò cũ của tôi, hồi chiều ném thư vào cửa sổ đó. Trời, học trò cũ sao lại vô nhà thầy lúc nửa đêm? Chà, cà bồi quá. Khổ lắm chú ơi. Nói với tụi du đảng đánh lộn, đâm chém nhau, nên đội nó bị thương rồi nhào đại vô đây. Bắn bo xong nó đòi ngủ luôn trong nhà mình. Con gái thời nãy thật là hết chỗ nói, nhưng lỡ lính xét nhà thì càng khổ biết bao. Hay là cha mẹ nó đi tìm mình ăn nói sao đây? Lỡ gặp đứa học trò thượng hạng ba gai, không lẽ giữa đêm mà đuổi nó bơ vơ. Thôi bây giờ đó mình ra quán cà phê chờ dước mặt trời, và cũng tránh điều thị phi tai tiếng. Ờ, đi thì đi, thức sáng đêm tôi cũng thấm mệt đây. Ê ê ê, cậu định khóa cửa hả? Đừng. Khóa cửa ở đây dự lát nữa nó lỡ thức dậy, nó tưởng mình nhốt nó la la làng lên là nguy đó. Đi cậu. Anh hai ơi, anh hai, mở cửa anh hai ơi. Anh hai à. Ủa, cửa không có khóa. Chắc tôi làm nhà rồi, xin lỗi cô. Khoan đã, ông muốn tìm nhà ai? Dạ, chắc không phải nhà này, xin lỗi cô. Tôi làm. Ông muốn tìm nhà ai? Dạ, nhà thầy giáo thiện. Đúng rồi, đây là nhà thầy giáo thiện nè. Ủa, nếu thầy giáo thiện ở đây thì cô là... Ê, 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 đừng có nói bậy chứ Du. Tôi là Bích, học trò cũ. Thôi, để tôi lên gác kêu thầy xuống cho ông. Kìa, Phi, Phi, anh hai, anh hai. Cậu Út, trời ơi, cậu Phi. Làm sao chú biết anh ở đây? Em hỏi thăm các trường, nhưng không ai biết địa chỉ của anh hết á. Em định về Vũng Liêm, mai sau hồi khuya ra bến xe, em gặp thím Năm Tiên, thím chỉ nhà đó. Dạ, thím Năm chỉ nhà anh cho em biết đó hả? Dạ, may quá anh hai à. Bữa hổm tôi gặp con Năm ở ngoài chợ Thái Bình á, tôi đưa về đây rồi nó mới biết nhà này đó chứ. Ủa, thím Năm Tiên là mèo của chú hả? Phải không chú ba? Nhờ chút duyên già vậy mà. Bây giờ chú cao lớn quá. Mấy năm nay em lang bạc ở xứ sở nào? Làm ăn có khá không? Lúc đầu thì cực khổ lắm anh hai à, nhưng bây giờ thì khỏe rồi. Em ở Hồng Kông về. Em làm nghề gì ở bên đó? Dạ, buôn bán. Buôn bán ở Hồng Kông? Ừ. Trời ơi, hèn gì trong cậu có vẻ ấy, ông Ban là má chính lắm. Chắc là cậu Út giàu to rồi chứ gì, phải không? Cũng đỡ thôi chú ba à. Lâu nay chú ở đây với anh hai tôi hả? Sau hồi hoạn nạn trời xui khiến gặp lại nhau, nên ở chung cho có bạn. Cậu hai đi dạy học, còn tôi đủ nghề hết rồi cậu ơi. Thợ hồ nè, thợ mộc nè, kim cả xe ba bánh nữa. Vậy mà còn không đủ ăn đó cậu. Thôi bây giờ chú lo thay đồ đạc đi, đem vali để trên gác. Anh còn phải giải quyết cái vụ này. Ủa, Bích đi đâu rồi? Bích nào? Phải cô gái tân thời cao bồi thượng hạng, có cái đầu rối nùi và bỏ xõa như là cô gái liêu trai, học trò của anh đó hả? Đúng không? Ờ, sao chú biết? Thì hồi nãy em thấy cô ta ngủ ở đây nè. Cô ta giới thiệu rồi đi thẳng lên gác nói kêu anh xuống. Chắc là ngủ nữa rồi chứ gì. Thiệt là hết chỗ nói. Đang đêm mà dám đâm sầm chạy vô nhà mình mới là khổ đó chứ. Anh già rồi mà có số đào à... Ý, chú đừng có nói chơi không có nên. Hồi hôm á, cô bồi đâm chém nhau rần rần, cô ta cũng có dính líu sao đó, nên chạy vào đây ẩn trốn đó chứ. Bích à, Bích ơi, dậy đi Bích. Ủa, thầy về đó hả? Ờ, sáng rồi, Bích thức dậy rửa mặt đặng về nhà nữa chứ. Thôi, mình đem đồ lên gác đi cậu Phi. Em của thầy đó hả? Phải. Em thầy đẹp trai quá chứ. Bây giờ em phải về nhà và thưa thật câu chuyện đã xảy ra cho bà ngoại em được rõ. Trời ơi, sao thầy vẫn chơi suối em vào cửa tử vậy? Nếu
ngoại em biết rằng thì em bị cạo đầu khô, nhưng mà không sao đâu, em có cách rồi. Bây giờ đây em chỉ muốn nhờ thầy cho em mượn chừng 50, 70, 100. Thầy ơi, mai mốt gì á em sẽ trả lại cho thầy. Chú Phi à, chú cho anh mượn 100 coi. Trời đất, ông ta vừa mới tới nhà mà thầy mượn tiền, thật là khó coi. Không sao, nó là em ruột của thầy, nó không chê cười gì đâu. Tiền nè anh hai. Nè, em về đi. Thầy nói dùm với ảnh là em mượn đỡ, mai mốt em sẽ trả lại. Thôi, em về à thầy. Em về đi. Bữa nào rảnh, em sẽ ghé thăm thầy. Cảm ơn thầy nha. À, thầy cho em gửi lời chào cái anh gì em với thầy á. À, Phi. Anh Phi à, bye bye. Gì đó anh, cô ta về rồi hả anh? Cô ta gửi lời chào em đó. Thiệt là mệt vì cô ta. Em cũng mệt vì cái lối trang điểm của cô ta. Có một nhà văn đã viết, mỗi danh từ ngày nay đều có hai nghĩa trái ngược nhau. Thiệt là đúng quá. Chú muốn nói gì anh chưa hiểu. Em anh để ý xem, hễ tiệm nào bán mắc á thì lại có treo bản đại hạ giá, còn treo bản chính thức thì lại bán giá chợ đen. Người ta muốn quảng cáo mà. Thì cũng như cô học trò của anh á, cây lựa của người ta dùng để chải đầu cho suông, thì cô ta lại làm cho tóc rối nùi lên như là ổ chim vậy đó. Thiệt tình. Chú mày thiệt. Ý, chết chưa gì. Tới giờ anh đi dạy rồi. Đáng lý anh phải ở nhà với chú. Anh cứ đi dạy đi, em còn ở lại Sài Gòn này lâu mà. Vậy à, chút nữa anh về anh nói chuyện này cho chú nghe. Chuyện vui hay chuyện buồn gì anh hai? Vui cũng có mà buồn cũng có. Nhưng để trưa đã. Chú ba ơi, chú ba. Gì đó cậu hai? Bữa nay chú có đi làm không? Bữa nay ăn lễ bữa đi, mừng cậu Phi về nè. Trưa nay mình ăn cơm sao đây ha? Trưa nay mình đi ăn cao lầu, tôi đãi chú ba một bữa ha. Hả? Ăn cao lầu? Ừ. Vậy là quan khô để giúp anh hùng cao thủ võ lâm, cậu Phi anh hùng cao thủ. Anh này thiệt. Thôi, anh đi nha. Dạ. Cô anh hai tôi, ảnh mau già quá chú ba ha. Nhìn kỹ có già hơn tôi nữa. Từ bữa gặp vợ hai tới nay ra, cậu hai làm như là già thêm gấp cái chục tuổi vậy đó. Chú nói sao? Anh hai tôi gặp vợ ảnh à? Ủa? Ủa cậu hai chưa nói cho cậu biết sao? Chưa. Bây giờ chị hai tôi ở đâu vậy? Và cháu Tuyết Vân có chồng con gì chưa vậy? Cậu hai gặp mà cũng như không. Vì vợ hai muốn làm mặt lạ. Vậy sao? Ở đời cái thế lực kim tiền là trên hết, nhất là đàn bà thì không hơi sức đâu mà nói cho nổi. Tội nghiệp cậu hai, chỉ vì muốn tìm lại đứa con nên là phải nhất bộ nhất bái vậy chứ mở hai mà ăn nhầm gì. Hèn gì, hồi nãy anh nói sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện vui mà buồn. Tội nghiệp anh hai tôi, hơn 40 tuổi đầu chưa có một ngày nào sung sướng cả. Cái già vô đó có kêu ở đâu mà cậu dặn. Cúp điện hả chú? Đâu có, nó bị accident rồi. Hư hả? Để tôi sửa lại coi. Ủa, cậu biết sửa đồ nữa hả? Đi giang hồ mà chú, cái gì cũng phải biết làm chút đỉnh, nếu không thì đói nhăn răng đó. Chú có cái tuột nâng vít không? Cái gì? Không biết. Đây nè, đó, tôi có đồ nè, kìm, búa, cưa, đục, bào đủ thứ nè, đó. Tôi chỉ cần cái tuột nơ vít này thôi. Cái tuột vít mà cậu kêu bằng cái tuột nơ vít. Trời ơi. Thôi cậu ở nhà sửa da vô nha. Tôi đi cho đầu nậu hay là bữa nay nghỉ một bữa. Vậy chú đi đi. Tôi đi dạy rồi cô à. Mời cô ngồi. Dạ, anh biết sửa radio nữa hả? Cũng làm tạm được. Ê, anh biết nhảy không? Tuyết, Tuyết nè. Tôi dốt về môn nhảy này lắm. Trời ơi, Hồng Kông mà không biết Tuyết hả?
uổng quá à. Phải anh biết nhảy, tối tôi rủ anh đi ba tối nay nè. Anh mà đến đó hả thì mấy thằng lỗi tiền ngán hết. Anh ở Hồng Kông về mà không biết nhảy sao? Bộ cô tưởng hễ ai ở Hồng Kông về là biết nhảy hết à? Mà sao cô biết tôi ở Hồng Kông? Hồi sáng tôi nghe anh nói với thầy. Anh chê tôi là cao bồi, gái liêu trai, đầu tóc kỳ cục, ăn bẩn quái quanh, dạ gì đó nữa tôi đều nghe rất rõ, không sót một lời nào đâu anh à. Cô đến tìm anh hai tôi hả? Anh đi dạy rồi. Kiếm thầy chỉ là cái cớ thôi. Cái chánh là tôi muốn nói chuyện với anh á. Anh thấy tôi có chướng lắm không? Có gì đâu mà chướng chứ. Anh nói dối. Nè nha, tôi ghét cái đạo đức giả lắm nha. Thích cái gì, nghĩ cái gì, cứ nói thẳng ra, đừng úp mở. Cô nói đúng, đạo đức giả thì ai mà thương được. Còn nghĩ gì nói ra ngay á, cũng là tánh tốt. Nhưng đôi khi cũng bị mang tiếng là nói thiếu suy nghĩ hay nói hàm hồ. Sao anh giống thầy quá à? Thì tôi chịu ảnh hưởng nhiều về sự dạy dỗ của anh tôi từ nhỏ, cho nên tôi giống anh tôi chứ sao. Anh mà tới chơi với các bạn tôi hả? Thế nào tụi nó cũng chê anh là cái đồ cổ lỗ sĩ cho coi. Cái gì mà cũ như trái đất vậy đó. À mà nè, sao anh không ở đây cho có bạn với thầy, ở chi tút lút bên Hồng Kông xứ lạ quê người. Đó là chuyện của tôi, tôi nói anh chi vậy? Tôi chỉ có cơ sở buôn bán vừa đủ ăn thôi, chứ không phải giàu sang như cô tưởng tượng. Ngoại tôi nói họ dư tiền nên đi Mỹ, đi Nhật, đi giác quả địa cầu, chừng về xứ lại giàu thêm. Đó là ngoại của cô nói đến những người buôn lậu, chứ còn tôi thì hoàn toàn không giống họ. Khi bắt đầu lìa quê xa xứ, tôi chọn nghề bồi tàu để làm kế sinh nhai. Nhưng anh về thăm xứ sở lần này, định đến bao giờ mới trở lại Hồng Kông? Có lẽ tôi á còn ở lại đây lâu ngày, để theo anh tôi về thăm quê quán vài hôm. Anh vắng Sài Gòn lâu, chắc cũng cần biết chỗ này chỗ nọ chứ. Nè, anh có rảnh đi với Bích bây giờ không? Đi đâu hả cô? Thì đưa Bích đi ăn kem. Bích có tiền nè, anh không phải bao em đâu mà sợ. Cô khỏi lo, tôi đủ sức bao cô ăn kem mà. Nhưng đi như vậy có hại gì cho cô không? Hại cái gì? Người nhà của cô hoặc mấy anh chàng lỗi tiền mà cô nói đó, họ có thể hiểu lầm và gây sự với thôi cô đó. Thôi đi, đừng có kiếm cớ để từ chối. Nhưng mà Bích buồn quá à, mình đi dạo phố cho vui đi. Sáng nay Bích định về nhà mà không dám. Đi lỡ thì đi luôn, chưa về có bị đòn thì bị cho nó đáng. Cô chưa về nhà nữa à? Chưa. Tôi ghé qua nhà chị bạn mượn áo thay, rồi trở qua rủ anh đi nè. Sao, bây giờ anh có đi không? Hay là em đi về? Bộ cô hay hờn mát lắm sao? Không bao giờ. Tụi bạn tôi hả, sức mấy mà dám làm phiền tôi. Hồi nào tới giờ hả? Tôi nói thiệt với anh nha, chỉ có tụi nó rủ tôi đi chơi thôi, chứ tôi chưa hề rủ ai. Chưa hề, không hề. Vậy thì tôi diễm phúc quá, tội gì lại không đi. Nhưng lỡ lần này chứ lần sau muốn đi dạo với tôi á, thì phải bằng áo dài hay áo bà ba, cho có vẻ đứng đắn và nhu mì hơn đó nha. Ủa, cô trở lại đây chi vậy? Còn cậu, cậu đi đâu á? Tôi đi dạo một chút, chú ở nhà, tôi trở về liền. Đi Bích. Thưa chú ba tôi đi, bye, see you again. Dạ không dám. Rồi, chịu đèn rồi. Thiệt là thanh niên đời bây giờ họ bắt bồ mau dễ sợ, chứ không phải như tôi hồi đó đâu. Chú ba. À, dạ chú ba, ở kìa, dạ chú ba đây. Phi đâu rồi chú ba? Yeah. Cậu Út đi dạo phố rồi, mà lại đi với con nhỏ đó mới ác chứ. Con nhỏ nào? Thì con nhỏ nữ xinh, nó chạy vô nhà mình hồi tối. Cao bồi một cây mà đầu tóc dâu nùi, cậu Phi với nó mới vừa gặp nhau, sao coi bộ giấc ăn dơ. Từ sáng đến giờ ngoài cô gái đó, chú còn thấy người nào đến đây để hỏi tìm nhà của tôi? Dạ có người hỏi thật. Ai? Dạ cô Tư Xê, con của bà Năm hộ mẹ. Cô định đến đây rồi đường phố thiếu hôm tháng ngày. Cô nói rằng má cổ sắp đi tu, nên phải thâu hết tiền không được thiếu một cách.
chuyện tôi nói là chuyện thật, và tôi hy vọng sẽ tìm được con tôi. Nghĩa là cậu hai đã gặp Trao Tuyết trên trong nhà mơ. Chưa gặp, nhưng tôi hy vọng tìm ra nó. Sáng nay có một đứa học trò tên là Tuyết Dân đến xin học miễn phí. Nhìn khuôn mặt của nó giống Hao Hao như Tuyết Minh hồi nhỏ, làm cho tôi nghi quá. Giái trời cho tôi nhìn được con tôi. Tôi cũng mong như vậy đó. Cha con được gặp nhau, cậu vui, tôi cũng vui lây. Anh hai, về hồi nào đó? Nãy giờ em đi đâu dữ vậy? Dạ, em đi một vòng Sài Gòn với cô nữ sinh của anh đó. Rồi em đưa cô ta đi đâu? Dạ, Bích đưa em đi chứ, Sài Gòn này em đâu có rành bằng Bích. Ờ, đi chơi với mấy cô đó thì coi chừng lôi thôi cho chú lắm đó, có ngày còn bị đánh nữa. Bích là học trò của anh mà anh hai. Cho là học trò thì cũng không đúng, mà nói không phải cũng không trật. Vì mình có dạy dỗ được gì đâu. Anh dạy ở trường đó được 1 năm thì cổ cúp cua trốn học hết 8 tháng rồi. Vậy mà Bích nói nguyên thuyên vậy anh, làm như đã hiểu thấu tánh tình của anh vậy đó. Mà Bích nó nhờ chú làm gạt đờ co cho nó phải không? Đâu có, cổ nhờ giả gì đâu. Bích rủ em đi ăn kem và lanh quanh đi các phố thôi. Rồi chú cũng chịu khó đi rong như vậy à? Đi với người đẹp á thì đâu có ai can đảm để từ chối bao giờ anh hai. Nhưng Bích đâu phải thuộc loại phụ nữ mà chú thích. Cô gần gũi Bích á thì em mới nhận thấy rằng Bích cũng dễ thương và không đến nỗi tệ lắm. Nàng thành thật hồn nhiên và thẳng thắn. Trời ơi, nghe vậy là nó có mùa mê nên làm cho cậu nhận lầm. Con nhỏ nghĩ đó là thượng hạng cao bồi, nó ban trời không mời hội đồng xã, mà cổng phi khen nó là thành thật. Vì Bích nó vô phần phải chịu mồ côi, không ai dạy dỗ từ lúc mà thiếu thời, nên đã đòi nhiễm thôi xấu tật hư. Cậu bệnh vực cho cô ta là quỷ quá xa nhồi, tôi nhất định là cậu đã yêu nó. Nhưng chú có tình là chú đủ tài sửa đổi, cho Bích bỏ nết hư tật xấu. Hồi sáng nay tôi chê cổ ăn mặc lố lăng, trái đầu ổ chim rối đuôi, thì khi còn trở lại đây cổ ăn mặc đàng hoàng và đầu chải rất suông nè. Đó là triệu chứng đáng nghe ngại, nó nghe lời nghĩa là nó đã yêu. Mà khi đã yêu thì nó dám liều đeo theo cậu hoài khẩu liễu sao. Ờ thì tôi sẽ cưới cô ta làm vợ liền, rồi sẽ dạy dỗ cô sao. Bộ chú điên sao chứ? Em đã hơn 30 tuổi rồi, có vợ thì cũng vừa rồi. Giả lại cưới vợ ở quê hương xứ sở vẫn hơn. Hồi nãy em có hứa là sẽ đến nhà Bích thăm dò ý kiến của bà ngoại cô ấy. Anh thương chú, anh lo cho chú, nhưng còn tùy ở sự sáng suốt của chú. Anh thấy Bích tự do quá trớn nên anh ngại em vậy thôi. Dầu sao thì cậu Út cũng đã từng đi đây đi đó, cũng có đủ trí khôn để mà phán đoán việc đời. Tôi cũng tin như vậy, chú nói không đến nỗi nào đâu. Thôi bây giờ chuyện đâu còn có đó nghe. Bây giờ thì còn một vấn đề quan trọng khác nè, cần phải tính gấp mới được à. Vấn đề gì vậy chú ba? Cái vấn đề đói bụng nha. Cái bao tử nó đang dên dĩ nghe, ồ ồ ồ, nó đòi xuống đường nè. Phải đó, mình đi ra nhà hàng ăn một bữa đi. Trời ơi, trời trời ơi, có xuống mặt quay nè, bữa nay tôi đi ăn nhà hàng nè trời. Mà thôi, đi ra quán cơm bình dân ở ngoài ngõ đây nè, ăn cho tiện mà rẻ tiền nữa chứ. Trời, vậy là cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ à. Nói chơi với chú vậy thôi, đi ăn nhà hàng thiệt mà. Thiệt không? Ừ. Thì là quan đến ông Hoàng Hồng Kông, mời ông làm cái tàu máy xe lửa. Còn cậu hai, tính cậu Phi, tôi làm to ông chót cho. Nào, bắt đầu. Đi. Xin 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 xin. Mẹ à. Mẹ. Dạ. Mày dọn dẹp xong rồi nhớ lên kêu con Bích nó dậy nó ăn sáng nha không? Tao đi công chuyện tới chiều tao mới về đó. Con gái gì mà ngủ trưa trờ trưa trật rồi cũng không chịu dậy nữa. Dạ thưa ba, cô Bích đâu có ở nhà. Cái gì? Bữa nay nó đi đâu mà sớm dữ vậy? Dạ đâu phải đi sớm,
mà hồi tối cô Bích không có về nhà. Trời đất, nó không về nhà vậy chứ nó đi đâu? Dạ con đâu có biết. Hỏi tới mày cái là chuyện gì con không biết hết trơn hết trọi á. Đâu có biết mai mốt người ta vô dọn sạch nhà cửa mà hỏi tới mày chắc mày cũng không biết luôn quá. Thôi đi làm công chuyện đi. Cái con nhỏ này thiệt là quá quá, riết rồi đi cả đêm con không chịu về, hư đốn quá mà. Bực mình ai mà mới sáng sớm đã ngồi đó cằn nhằn cử nhữ vậy má? Tao bực cái con... tao bực con bé đó chứ bực ai. Sai làm công chuyện cũng không xong hết trơn. Nói trước thì quên sau, dạy đầu thì quên đuôi, bực hết sức vậy đó. Hư thì rầy nó, còn thấy không được nữa thì má cho nó nghỉ mướn người khác về làm. Hơi đâu bực mình cho mệt, sáng sớm mà như vậy cả ngày đứt chến trò coi. Rồi mày trù tao nữa đó hả? Trù má đứt chến đặng con tốn tiền hả? Lâu lâu mới về một lần mà cứ thấy má nhăn nhó gì hoài, chán quá. Vậy thì đừng về nữa, chứ về mà thập thò lén lút như là đi thăm bẫy thì cũng chẳng có vui gì đâu. Má, con đã nói với má nhiều lần rồi, hoàn cảnh nó buộc như vậy chứ nào phải đâu. Con vô tình xem nhẹ chữ hiếu thân, hay tham gì miếng định dung mà chấp nhận những khó khăn. Dù sao thì cũng đã yên rồi, hiện con đang no ấm cuộc đời, má cũng đang thụ hưởng an nhàn. Để trách hờn chỉ con. Nếu chuyện đời đơn giản thì đơn thuần chuyện cơm ăn áo mặc, thì nói để làm gì cho buồn tuổi lòng nhắn. Còn biết bao nhiêu ân tình ràng buộc giữa những người thân thuộc với nhau, thì con vẫn nhớ trong lòng thâm tình cao quý thiêng liêng. Mày nói mày nhớ hả? Nhớ cái kiểu như mày chỉ làm cho tao thấy mai mỉa thêm thôi Minh à. Mày là con của tao và con Bích là con của mày mà. Mày chọn chi cái cuộc sống mà để cho tao với con Bích phải mất đi cái quyền gần gũi chứ. Má, má giận má rầy con suốt mười mấy năm nay rồi mà cũng chưa nguôi được sao má? Trong cuộc đời có những hoàn cảnh đẩy đưa mà có người đâu đủ thời gian đắn đo lựa chọn. Nếu mười mấy năm trước đây con như người đang bơi giữa đại dương khi tàn hơi sức mỏi, mà biển cả mênh mông đang trùm phủ cơn giông tố bay đào, thì má ơi vì sự sống của con má đâu nỡ lòng nào trách giận đến hôm nay. Với chiếc phao nắm được trong tay có đưa đẩy con đến nơi nào xa lạ, để con lối đạo làm con và không tròn phân mẹ. Rồi có những khi một mình lặng lẽ ngọn núi con đau cho một kiếp bọt bèo. Tao đâu có trách mày chuyện đó, mà tao muốn nói tới con của mày kìa. Nếu thật sự thương mày thì họ phải chấp nhận con của mày chứ. Cứ hẹn lần hẹn lửa suốt ngày này qua năm khác, rồi cho tới bây giờ con của mày vẫn chịu cảnh mồ côi. Con biết mình ích kỷ đối với con Bích, nhưng con cũng khổ tâm lắm má. Má hiểu không? Minh ơi, má biết cuộc đời của con phải chịu nhiều đau khổ, mà sự bất hạnh riêng mình đâu chia sớt được cho ai.
Nếu đã yên phận của con rồi thì má thấy nỗi đau trong lòng vơi đi đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy con Bích thì má bỗng nghe lòng của má xót xa. Chưa chào đời đã xuống dỗi mất cha, chưa tròn tuổi phải cam đành dặn mẹ. Lúa mới là một mảnh đời bất hạnh mà đã trót đeo mang từ lúc mới tuổi. Con biết vì vậy mà đối với má và nó, con luôn tìm cách bù đắp, dù vật chất không thể nào bù đắp được cho tình thương, mà nhất là tình mẫu tử. Nhưng mà Bích, ra đi biểu coi. Bích, con đi đâu mà về sớm vậy? Con không thấy má sao mà định bỏ vô nhà luôn vậy con? Hả? Dạ đâu có, con định... Định lẻn vô trong phòng, leo lên giường nằm coi là ngủ chưa thức phải không? Đành che đậy cái tội bỏ nhà đi chơi suốt đêm phải không con? Ngoại, trời ơi, con gái mà đi chơi cả đêm không về, con to gan vậy sao Bích? Con bị hư xe nên ngủ lại nhà bạn gái của con thôi, chứ con đi chơi đêm hồi nào? Trốn học đi chơi như ăn cơm bữa vậy đó. Rồi bữa nay tới đi suốt đêm. Con của mày đó, mày xử nó đi. Chứ tao à, mệt vì nó lắm rồi. Bây giờ tao đi công chuyện, nếu không kẹt gì thì ở chơi, chiều tao về ăn cơm. Tao đi á. Má, con nói má nghe nè, bà ngoại hả, bà đi đánh bài tứ sắc đó, ngày nào cũng đánh từ sáng tới chiều, có bữa đứt gần cả chục chén. Nhiều khi con còn thấy... Thấy chuyện của con kìa, đừng đem chuyện của người khác ra để che đậy lỗi lầm của mình. Con gái mà đi chơi suốt đêm như sao Bích? Hả? Con... Coi kìa, lâu lâu má mới về là má kiếm chuyện rầy chửi con à. Con có đi đêm hay ngày thì cũng vậy thôi, không mẹ không cha thì con cần phải có bạn bè chứ. Bích, trời ơi, con ăn nói vậy sao hả Bích? Má chết hồi nào mà con không nghe mẹ hả con? Má chết hay còn thì có khác gì đâu. Mỗi lần má về má ở được bao lâu? Nhiều khi 5-7 lần mà con có gặp được má đâu. Bích ơi, con chắc chắn làm gì, hoàn cảnh an bài có ai muốn vậy đâu. Dù muốn hay không thì con cũng là một đứa con không mẹ mà. Hay nói đúng hơn là mẹ của con bốn phần không tròn. Bích ơi, không dám nhìn con trong hiện tại son vàng. Khi má chăm sóc nâng niu đứa con của chồng thì má còn nghĩ đến con đang lạc lõng bơ vơ. Má lo đủ no cơm, má lo lằn manh áo, nhưng má ơi, sự khát khao tình mẹ thì con lại là người đi nương nhờ dãi mượn. Khi má đã tạo cho con nên giấc nên hình. Bích ơi, những lời nói của con như trăm ngàn lưỡi dao nhọn xuyên vào tim của má. Má vẫn thương con vô bên vô bờ, chứ có bao giờ má quên bỏ con đâu. Con biết lắm chứ. Nhưng thà là má bỏ quên con đi, thà má đừng bao giờ má đặt chân về cái căn nhà này nữa. Thà là như vậy đi, mà con chỉ đau khổ một lần vì mất mẹ thôi, còn hơn là con cứ phải tủi, phải buồn, con phải trốn vào phòng mà con khóc một mình. Mỗi khi má về nhà rồi má lại ra đi. Má tưởng con quậy phá như vậy
là con vui lắm sao? Là con vui lắm đó hả? Bích ơi! Trời ơi! Rốt cuộc rồi, đau thương và nước mắt cứ dây phủ đời tôi. Rốt cuộc rồi, cái vết hằn khủng khiếp ấy cứ đeo đẳng theo tôi mãi mãi. Bích ơi, làm sao cho con hiểu được nỗi lòng của má? Chào ông. Ông đến tìm tôi hay nhà tôi? Dạ, mời ông ngồi. Chị Hai, thưa bà, tôi tới đây chỉ cố ý để tìm bà. Còn đối với ông, tôi hoàn toàn xa lạ. Vậy là ông tự nhận mình có quen với tôi? Quen nhiều lắm chứ. Quen nhiều? Tệ quá. Sao tôi lại không nhớ đã quen với ông ở đâu? Tôi tưởng mới được hân hạnh gặp ông, lần này là lần thứ nhất. Thật không ngờ, thời gian không đầy 20 năm mà tình cảm con người lại thay đổi một cách nhanh chóng và phũ phàng đến như thế. Kìa, sao ông lại nói giọng hờn trách đó đối với tôi? Chị Hai, chẳng lẽ mình làm mặt lạ với nhau hoài sao? Em đâu có làm gì nên tội mà chỉ có nỡ đối xử với em như thế chứ. Chị có biết đâu, sau ngày chị ra đi, em và mẹ khổ sở vô cùng. Nhà mình hoang vắng quá, mẹ cứ khóc thầm hằng đêm, lo cho chị và thương nhớ cháu. Chị có biết là... Kìa, xin lỗi, có lẽ ông lầm tôi với một người nào thân thuộc của ông thì phải. Lầm? Lầm sao được mà lầm? Chị Hai, dầu cho thời gian có nhanh chóng trôi qua, chiến tranh có tàn phá, thì cũng không thể nào bôi xóa biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn. Nó đã khắc đậm in sâu trong tận cùng của tâm hồn, tại vũng liêm qua những ngày loạn lạc trong một mái nhà cùng hầm hôn môi dương. Biết bao nhiêu nỗi niềm cay đắng chị em mình cùng sớ chia nhau. Đối với chị em chưa có gì lầm lỗi, sao chị nỡ làm ngơ ngoảnh mặt không nhìn. Xin lỗi ông, tôi đã nói là tôi không hề quen biết ông, mà ông lại cứ nói toàn là chuyện đâu đâu không hả? Nhưng những lời nói của ông có thể gây phiền lụy cho ông và cả cho tôi nữa. Có lẽ chị không muốn nhớ những đau buồn xưa cũ, vì đời chỉ đang ngập tràn hạnh phúc ấm êm. Nhưng chị Hai ơi, dù chị cố ý chẳng nhìn tôi, nhưng dị dạng tôi đen kia vẫn còn theo chị mày, chứ không dễ gì chị chối bỏ được đâu. Con gái chị nó là một kỷ niệm, nhìn đến nó chị phải nhớ đến đoạn đời đau khổ, và chị sẽ nhớ lúc tiễn đưa, nhớ lời hò hẹn. Anh ơi, anh ra đi hãy nhớ đến em, nhớ sư dụng liêm có người vợ hiện đang mong đợi, ôm con thơ đêm từng giọt mưa chiều. Thời loạn ly đã xáo trộn đất trời, xáo trộn cả lòng người điên đau. Kỷ niệm xưa chỉ còn là hư ảo, nó đã tan biến rồi như những giọt mưa rơi. Xin lỗi ông, nãy giờ ông nói cũng đã nhiều, nhưng câu chuyện chẳng ăn nhập gì tới tôi cả. Dạ xin lỗi. Chào ông. Cảm ơn bà. Tôi về.
ông đến tìm tôi. Dạ, ở nhà bảo ông là đi vắng rồi. Mời ông trở vào nhà. Xin lỗi, ông đây là... Thưa ông, tôi là em ruột của giáo sư Thiện. Vậy à? Dạ. Tôi có điện thoại lại Hùng Dương từ trưa tới giờ nhiều lần mà vẫn chưa được nói chuyện với ảnh. Chắc hôm nay anh ấy nghỉ. Dạ, buổi chiều nay ảnh nghỉ. Hèn chi. Tôi muốn gặp anh Thiện ngay mà không biết làm sao. Lại trường cũng không ai biết địa chỉ. Dạ, anh tôi cũng đang nóng lòng đợi tin của ông. Hay là ông ra xe, tôi đưa lại nhà ngay. Tôi vừa vào nhà, nếu lên xe với ông sợ có gì bất tiện chăng? Ông đã gặp vợ tôi. Chị ấy vẫn không nhìn tôi. Tánh tình Tuyết Minh khó hiểu lắm. Có lẽ nàng chưa tìm được lối thoát cho mình. Thôi, ông chịu khó lại quán cà phê bên đường chờ tôi. Chút nữa mình sẽ nói chuyện nhiều. Bây giờ tôi phải vào gặp Tuyết Minh một chút. Kẻo Tuyết Minh ngờ vực thì phiền lắm. Vâng, tôi chờ ông. Ủa, anh về sớm vậy? Bạn ế quá, anh giao tụi nó được rồi. Anh có gặp người mới đi ra đó không? Có. Ông ta là ai? Ông ta đi đâu vậy? Dạ, em cũng không biết nữa. Chắc ông ta đi làm nhà. Ông ta có hỏi gì anh không? Không. Lạ không? Gặp em, ông ta nói toàn là chuyện đâu đâu không à. Ủa, ông đó có gặp em nữa sao? Dạ. Vậy mà anh tưởng ông gặp thằng Sơn thôi chứ. Mà có chuyện gì không anh? Không có chuyện gì đâu. À kìa, em sao thế? Hồi sáng tới giờ em thấy hơi khó chịu, dường như muốn cảm. À, con nó mới gửi thư về đó anh. Được, chút nữa anh về anh xem thơ rồi anh trả lời cho nó mừng. Anh còn đi đâu nữa? Không ở nhà ăn cơm sao anh? Anh mắc bận có hẹn đi ăn cơm với một người bạn. Ai đó anh? Anh Thành, em không biết đâu. Bạn học cũ xa cách 10 năm rồi, nay anh mới gặp lại. Sao mình không mời ảnh lại nhà chơi? Ảnh đang có chuyện nhà. Bữa nay anh cần gặp riêng anh để nhờ anh giúp ý kiến giải quyết một vấn đề quan trọng. Việc gì vậy anh? Trước kia vợ ảnh có một đời chồng và một đứa con. Chị ấy thuật chuyện dĩ dãn với anh à? Không, chị ấy giấu. Nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn với anh Thành để xin lại đứa con riêng của hai người. Nhưng khổ nỗi là anh Thành không hay biết một chút gì về đứa nhỏ đó. Và hiện giờ chị ấy đã giấu, gửi nó cho ai nuôi ở đâu anh Thành cũng không biết. Tại sao ông chồng cũ ấy lại không gặp thẳng chị Thành? Có chứ, nhưng chị ấy không nhìn. Không nhìn? Như vậy có lẽ chị ấy muốn chối bỏ dĩ vãng để sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại chăng? Anh Thành cũng nghĩ như vậy. Nhưng còn đứa con riêng của chị ấy, chị ấy giấu nó ở đâu? Mà tại sao lại giấu? Chị ấy cũng có lỗi với anh Thành thật. Nhưng có thể vì thương con và vì muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại cho toàn vẹn chăng? Nếu vì thương con, sao chị ấy lại gửi đứa con ở chỗ khác cho người dưng nuôi dưỡng và giấu giếm âm thầm? Qua những tháng ngày sống chung nhau, phải hiểu tánh của Thành ra sao. Hễ giấu giếm nhau thì ai cũng phải nghĩ rằng chị ấy chưa thật tình, đoạn lìa với dĩ vãng xa xưa. Và trong tương lai có thể chị ấy sẽ trở về nuôi lại mối duyên tình với người chồng cũ ngày xưa. Chị ấy đã cố tâm là mặt lạ với người chồng thì em không thể tin rằng chị ấy có gì vui vàng. Biết đâu chị ta không chịu nhìn nhận người chồng là một thủ đoạn cũng không chừng. Vì chị ta đã biết rồi, hiện giờ
người chồng cũ, muốn tìm bắt lại đứa con để dứt khoát chuyện tình duyên, nên chị không cho nhìn con. Chị ấy giả như mình là một kẻ đoan trang, đánh mặt người chồng để buộc anh này nối lại tình xưa. Các anh đừng quá khắt khe với chị ấy, biết đâu câu chuyện dĩ vãng của chị ấy đau lòng lắm, nên chị ấy... Biết chừng đâu chị ấy... không thể nói ra hết chuyện dĩ vãng của chị ấy, dầu có còn lại chút kỷ niệm. Nhưng hiện tại êm đẹp quá, hạnh phúc quá, nên chị ấy sợ đổ vỡ. Theo em nghĩ thì có thể chị ấy đang phân vân, chẳng biết phải hành động thế nào cho vẹn cả mọi bề. Bữa nay em có những nhận xét thông minh lắm, có thể là như vậy. Anh khéo khen lắm, em mà thông minh gì. Đàn bà phức tạp lắm, ai hiểu đàn bà cho bằng đàn bà. Bọn đàn ông của các anh thì hiểu một cách mơ hồ thôi. Nhưng theo em nghĩ thì anh Thành phải làm cách nào cho chị ấy thú thật hết những điều còn phức lắm. Làm cách nào tùy các anh, và một phần lớn thì tùy chị ấy. Chứ em cũng chưa biết phải làm sao nữa. Em chưa biết phải làm sao, anh và anh Thành cũng chưa biết phải làm cách nào. Thôi, để anh bàn với anh Thành coi có nảy ra ý kiến gì mới không. Nè, em ở nhà ăn cơm trước đi nha. Chừng nào anh về? Chưa biết được, có lẽ là anh về trễ lắm. Một câu chuyện ngẫu nhiên hay là Toàn đã hiểu tất cả rồi. Anh Thiện, chú Phi, anh Toàn. Trời ơi, chị hai, chị muốn chối bỏ dị dạng, nhưng liệu chị có thể quên được hay không? Con gái chị còn đó. Anh Thiện, chú Phi, anh Toàn. Trời ơi, sông xa đưa giấc mộng đành, chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngờ như thiên thần trong giấc mơ. Hey! Anh là tia nắng trong đêm, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm, là nhạc khúc êm đềm, là nhạc khúc êm đềm. Trời, Bích, cậu kiếm cô tôi hả? Dạ, đây có phải là nhà cô Bích không chị? Phải, bà trong nhà đó, coi chừng bị bà bố á. Chị nói gì vậy? Chị tưởng tôi đến đây rủ Bích đi chơi hả? Không phải đâu, chị vào thưa với bà, có tôi tới thăm nha. Chết chưa? Dạ thưa, ông là ai? Tôi hả? Tôi là... là thầy học của Bích. Ý chết, tôi xin lỗi ông giáo. Ai kêu gì đó chị sao? Dạ, ông giáo hỏi thăm bà. Ông giáo nào? À, thầy kêu nè. Dạ, chào thầy. Chị Sáu à, đi lo nước uống nhanh đi. Dạ, xưng là thầy tôi nữa ha. Anh kiếm nhà lâu quá, có ngoại nhà không em? Có. Anh đi đâu mà bất tử vậy? Ý chết, bà ngoại em xuống đó. Dạ, thưa bà,
chào ông. Ông đây là... Dạ, cháu là thầy học của cô Bích. Ai vậy à? Dạ. Bích. Dạ. Mời thầy vào nhà. Sao ông đứng chết trân vậy? Dạ. Dạ, mời thầy. Ui dạ. Gì vậy thầy? Kiến nó cắn con. Dạ, nó cắn. Dạ, ở đây kiến nhiều quá. Dạ. Mời thầy ngồi. Dạ. Bích, sao không lo nước mở gì hết vậy con? Dạ. Dạ, hôm trước em Bích có chỉ số nhà. Bữa nay cháu sẵn dịp đi thăm một người bạn nằm trị bệnh trong nhà thương Phước Kiến, rồi tiện đường nên ghé thăm bà luôn thể. Dạ, cảm ơn thầy. May mắn lắm tôi mới được biết thầy. Chứ từ ngày con Bích đi học cho tới giờ, thiệt tôi không biết nó học với ai và học ở trường nào nữa. Tôi nghe nó nói nó đổi trường hoài ha. Nó học hành sao vậy thầy? Chắc là làm biếng lắm ha thầy. Dạ, cô Bích rất là thông minh, nhưng đúng như bà nói, cổ có hơi làm biếng một chút. Thì vậy đó. Thú thật với thầy, lắm lúc tôi muốn cho nó nghỉ học cho rồi. Nhưng... Dạ, thưa bà, cô ấy không đến nỗi nào đâu. Chỉ vì trước đây cô ấy không có bạn tốt thôi. Có lẽ thầy nói đúng. Mấy hôm nay con Bích nhà này nó đổi khác nhiều lắm đó. Thầy dạy nói chắc thầy cũng rõ chứ. Dạ thưa bà, đổi khác là thế nào ạ? Mấy bữa nay nó không ăn mặc lố lăng như lúc trước nữa. Nó chịu mặc áo dài của Tô Mai sắm cho nó. Lời ăn tiếng nói nó chững chạc lễ phép, chứ không có hồ đồ hỗn láo nữa. Nó làm cho tôi nửa mừng nửa lo. Không biết nó tính toán cái gì đó nữa chứ. Dạ thưa bà nói toan tính việc chi ạ? Tôi cũng chưa rõ, nhưng tôi không thể tin sự thay đổi tánh tình đột ngột như vậy. Chắc phải có lý do nào đó chứ. Xin lỗi, thầy ở đâu? Dạ cháu ở Hồng Kông á. Ủa? Dạ, gia đình cháu lập nghiệp ở bên đó. Dạ. Thầy về bên này dạy học à? Dạ, anh ruột cháu cũng dạy học ở Sài Gòn này á. Dạ. Vậy là thầy định theo nghề nghiệp của anh à? Dạ. Có lẽ hai anh em cũng thường về Hồng Kông để thăm ông bà ở bển chứ. Dạ, ba má cháu đều mất lâu rồi. Dạ. Ủa? Vậy thì gia đình thầy còn ai ở bên đó? Dạ, còn anh chị em khác. Thứ ba, bà là người ở Sài Gòn à? Đâu phải. Trước kia tôi ở tỉnh, mới tôi dạt lên Sài Gòn vì mấy năm giặt giả. Ở đó chẳng yên lành nên đành phải đi bỏ xứ xa quê. Dạ Bích có cha mẹ, sao ở chung với ngoại? Dạ cha mẹ Bích ở đâu hay còn ở dưới quê? Ba má nó thì kể như đã qua đời, người thân thuộc cũng không còn. Tôi già yếu héo mòn, không dạy dỗ được cháu con, phải lìa xứ sở quê hương lên Sài Gòn chỉ còn cháu ngoại để thương. Má của Bích là con ruột của bà, hãy so cảnh thương tình bà cho Bích nao nương. Má nó là con ruột nhưng quái quâm thay cho sự đời, phải nuốt phiền hận vào lòng không dám hở môi. Dạ thưa bà, cháu tin chắc từ rày về sau bà sẽ không buồn vì cô Bích nữa đâu. Cổ sửa đổi tánh tình, có lẽ là cổ đã hiểu và biết được điều tốt, điều xấu ở đời rồi đó. Tôi cũng mong được như vậy đó. Gì đó sao? Dạ, bà Phán, bà Phủ và bà Quyện đang chờ bà. Tao qua liền bây giờ. Bích à. Dạ. Con nói chuyện với thầy đi. Ngoại qua bên này một chút nghe. Dạ thôi, cháu xin phép bà cháu về luôn. Khoan đã mà, Bích muốn hỏi chuyện này. Hổn à. Nói chuyện với thầy phải giữ lễ phép chứ.
thầy đừng ngại. Dạ. Không có tôi cũng cứ tự nhiên ở lại trò chuyện. Dạ. Dạ, xin phép thầy nha. Dạ, thưa bà đi ạ. Bà đi rồi. Bà đi ngã sao chó mau, khỏi có làm nghiêm nữa. Bà ngoại đi đâu vậy em? Đi điều binh khiển tướng. Chà, làm ra mặt thầy tôi có bộ bảnh quá ha. Tại lúc nãy anh quýnh quá cho nên nói đại vậy. Nhưng anh dạy em không được sao? Ừ? Còn lâu à, anh sức mấy mà. Cái gì? Em vẫn còn nói giọng mất dạy đó hả? Em quên. Em muốn nói là anh tài cán bao nhiêu mà đòi làm thầy em. Nè, đừng có tự phụ nha. Chưa chắc cô xứng đáng là học trò của tôi đâu á. Thôi thôi, cho can đi sáu nhỏ ơi. Nữa, sáu nhỏ nào dạ. Đâu? Quên, tại em quen miệng. Để rồi, em sẽ cố sửa lại. Ừ. Nhưng mà anh nè, ai cho phép anh tới đây mà anh không cho em biết trước, làm người ta hết hồn à. Em đâu có dặn anh là phải cho em hay trước bao giờ. Như vậy là em không muốn cho anh tới đây nữa chứ gì. Rồi, đứng lên làm gì vậy? Nếu em không muốn thì anh đi về. Coi kìa, lãng nhất hả? Ai không muốn cho anh tới hồi nào? Chứ... Nhưng mà anh tới bất tử quá, nên gặp lúc bà ngoại có ở nhà đó anh không thấy sao? Thấy sao không thấy? Mà anh thấy ghét quá à. Gì nữa đây? Hồi nãy tới giờ vô đây, anh chỉ lo rầy em hoài à, chứ không có khen em tiếng nào hết á. Em sao mà anh khen? Ừ? Chứ anh không thấy sao? Thấy gì? Anh không ưa cao bồi nên em sửa đổi cách ăn mặc và trang điểm như vậy cho vừa ý anh nè. Bích của anh ngoan lắm á. Anh thấy rồi. Thấy hồi mới tới lận. Nhưng tánh của anh không có thích những lời tán tụng bề ngoài. Hôm nay anh tới đây là muốn gặp ngoại để thú thật chuyện yêu đương. Trời đất. Hả? Gì trời? Bộ anh muốn bà chửi em tắt bếp hả? Bà ngoại chửi thì đã sao? Em không nghe câu ca dao người ta thường hát ru hay sao? Con chim xe xẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má mà đẻ mình, em biết không? Em biết rồi. Ừ. Nhưng anh muốn gặp ngoại chi vậy? Gặp ngoại để tìm hiểu thêm về gia đình em một cách rõ ràng hơn. Chà, anh điều tra hả? Bộ anh không tin em sao? Em đừng có bắt bẻ anh như vậy. Sao anh lại không tin em chứ? Nhưng đã yêu nhau á, thì những thắc mắc về gia đình của người yêu tự nhiên là phải có thôi. Giả lại anh muốn hiểu rõ thêm ý của ngoại, và cũng nhờ vậy anh mới biết rõ em là một đứa con ngoan. Ừ. Anh Phi, cái gì đấy em? Khi biết rõ em là một đứa mồ côi cha, không hiểu anh có đổi giả thay lòng rồi có ý tình. Bích à, tại sao em lại nói như vậy? Em đừng xem anh là người không thủy chung. Tình yêu rất cần sự cảm thông. Anh với em không khác nhau về bề gia cảnh. Gặp nhau đây là do ông trời khiến xuôi. Tâm hồn cô đơn từ hai phương trời lại tìm đến nhau để chung lối. Phải thật giả yêu nhau chứ không phải chung tình trong.
lanh trọn đời trọn kiếp. Em sẽ cố gắng học đời người phụ nữ Việt Nam hiền hòa đức hạnh, và cần mẫn hy sinh trong tình vợ quê yêu chồng. Để anh yên tâm dừng lại gió phiêu bồng, anh sẽ tiếp tục con đường học vấn để đem trí tài đắp bồi cho tổ quốc quê. Bích ơi, em là người bạn lòng dễ mến dễ thương, ai còn ngờ đâu từ một cô nữ xinh gan lì gàn lại trở thành một thiếu nữ hiền diệu nết na. Lòng anh giờ đây rộn rã như vườn xuân hoa nở ngã hương tân. Anh thương em nhiều quá. Phải. Dạ, mời thầy uống nước. Hú hồn, chị Sáu mà em tưởng đâu ngoại về. Thôi tối rồi, anh về nha. Ôi, còn sớm mà, ở lại với em một chút nữa cũng được sao? Có gì mà anh về gấp vậy? Sáng mai mình sẽ gặp nhau, bây giờ anh phải về. Anh hai anh có chuyện cần gấp đó. Chuyện gì vậy anh? Chuyện gia đình của anh hai. Anh sắp tìm được đứa con gái của anh đã lạc loài từ 18 năm nay. Mình sắp có cháu, kêu bằng chú thím đàng hoàng rồi đó. Vậy hả? Tìm ở đâu anh? Ở Sài Gòn này nè. Anh mới đi với một người bạn á. Mà cô ấy mấy tuổi? Sao làm sao hả anh? Anh chưa biết mặt bao giờ cả. Trời ơi, vậy mà cũng làm tàn à. Chú gì mà ẹ quá vậy? Chắc là anh hai mừng lắm phải không anh? Nhất định rồi. Anh ấy chỉ sống vì con thôi à. Nhưng mà sao con của thầy thất lạc vậy anh? Chuyện dài dòng lắm. Em mà nghe chỉ buồn thêm thôi. Thôi vậy anh về ha. Khoan đã. Cái gì nữa? Hay là để em cùng đi với anh nha. Rủi ngoại về hỏi em rồi làm sao? Không sao đâu. Hồi nãy em đã xin ngoại đi qua nhà chị bạn mượn sách là muốn đến tìm anh đó. Ai dè đâu anh lại tới nhà em. Vậy là em vẫn còn gạt ngoại phải không? Có lẽ từ nay về sau em chỉ gạt ngoại là vì anh thôi. Cho đến khi nào á ngoại biết chúng mình đã yêu nhau á thì em sẽ chấm dứt. Vậy à? Vậy thôi mình đi ngay, kẻo anh hai về chờ lâu đó. Không được, anh đi trước đi, anh lại trạm ô tô bít gần tiệm cà phê chờ em. Em sửa soạn ra sao, không thôi chị Sáu ngồi giật về mét ngoại thì khổ á. Được rồi, vậy anh đi trước. Dạ. Anh ra ngoài anh chờ em nha. Chào chị. Dạ, thưa ông tìm ai? Tôi muốn gặp bà chủ để hỏi thăm về vụ phố mà. Nhưng ngoài bà chủ ra còn có ai thay mặt bà không vậy chị? Dạ, nhà này chỉ có bà chủ với cô hai. Nhưng cô ấy vừa mới đi chơi rồi. Cô hai? Cô hai là chi của bà? Dạ, cháu ngoại. À... Dạ, mời ông ngồi, để tôi lên mời bà chủ. Dạ, cảm ơn chị. Chào ông và xin lỗi. Má, con nè má. Ông là ai? Sao kêu tôi như vậy? Má không nhìn ra con sao? Con là Thiện, con rể của má đây. Lúc vừa mãn tù con về cái ngang tìm má thì họ bảo má đã tản cư lên thành rồi. Không ngờ đến nay con lại còn gặp được má. Trời ơi, hai Thiện. Má, con còn sống sao? Dạ, con đây. Trời ơi, con. Má, vậy mà ai cũng đồn đại là sau khi con bị giam dài năm
thì con chết trong tù vì quá buồn đau. Sau những trận roi đòn tra khảo của lũ an tâm, khi biết được hung tin thì vợ con vật vã khóc than. Rồi ôm con đến nhà giam để được người ta xác nhận rõ ràng. Mà đó là phần xuống đã khiến gia đình của con phải ly tan suốt mười mấy năm trường. Để con và Tuyết Minh tình duyên phải dở dang là nạn nhân của thời loạn ly thì khổ đau là chuyện thương tình. Mười mấy năm xa cách làm sao má nhìn con được, còn con Tuyết Minh con có còn gặp nó lần nào? Dạ có, có gặp nhau nhưng như người xa lạ chẳng hề quen. Nó còn mặt mũi nào nhìn con được nữa? Đảo đàn bà câu tùng nhất nhi chung không giản dự, vừa được tin chồng chết đã vội vã sang ngang cho tan vỡ một gia đình. Rồi muốn được yên thân trao cả gánh nặng cho mẹ mình. Mười mấy năm nay má muốn về quê cũ thăm lại ruộng vườn lối xóm bà con, nhưng giận thì nói vậy chứ bỏ sao đáng. Mặc dầu tình mẹ con vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rồi từ đó má lại sanh ra bài bạc để chôn dấu buồn đau trong chuỗi ngày tàn. Mà ai chỉ con biết nhà này? Dạ anh Toàn. Chồng con Minh? Dạ hình như Toàn cũng mới biết nhà này từ đêm qua thôi. Nếu nó biết má ở đây thì khổ lắm. Tao cũng không hiểu tại sao con Minh nó cứ muốn giấu thằng kia. Toàn không biết má sao? Biết chứ, nhưng gần một năm rồi má không có gặp nó. Có lẽ nó tưởng má còn ở dưới quê á. Mà làm sao con quen với thằng Toàn vậy? Dạ con đến tận nhà để làm quen. Thật ra thì con cũng không muốn làm phiền Tuyết Minh, nhưng vì con muốn tìm đứa con lạc loài. Con gái của mày nó ở đây chứ đi đâu mà lạc loài. Trời, nó ở đây với má hả má? Ừ. Nó đâu rồi má? Nó mới đi mượn sách ở đâu đó, chắc lát nó về á. Dạ. Nó có đi học không má? Có chứ, hồi nhỏ tới lớn chỉ đi học thôi. Nhưng làm sao bằng được có cha. Mẹ nó lấy chồng khác, đâu còn ở gần để mà dạy dỗ nó. À, chị hội đồng vẫn mạnh hả con? Dạ, má con đã mất lâu rồi. Trời ơi, tội nghiệp không. Ai ngờ chị hội đồng lại theo ông bà trước má. Còn con bây giờ ra làm sao rồi? Có gia đình con cái gì nữa chưa? Dạ thưa má, con vẫn ở một mình từ đó tới giờ. Ở một mình? Má, đến bây giờ con vẫn còn thắc mắc
Tại sao Tuyết Minh lại ôm con ra đi giữa lúc con bị tù đày? Kìa, Minh, Minh, Tuyết Minh, sao em cứ muốn lánh mặt tôi hoài vậy? Anh Thiền, em đâu còn xứng đáng với anh nữa. Em khổ lắm, nhục nhã lắm, nên không dám nhìn anh. Anh còn đến đây làm gì nữa? Gian dở hết rồi. Tôi biết rõ Minh đã có gia đình khác, còn bao nhiêu bổn phận buộc ràng. Nhưng tôi vẫn còn muốn gặp Tuyết Minh, chỉ vì đứa con của chúng ta. Con của chúng ta? Phải. Tôi muốn được lo cho con, vì nó thiếu tình cha gần 20 năm rồi. Chứ tôi đâu phải là một kẻ khốn nạn vô tâm, đến phá hoại hạnh phúc gia đình. Dẫu rằng khổ đau, tôi cũng cam chịu một mình. Cần gì bao năm trời, em không thể nào quên anh. Nhưng hoàn cảnh xảy ra vô cùng cay nghiệt, xô đẩy chúng ta vào cảnh đau thương. Qua mấy lượt ấy về, chút nhớ vẫn còn dương. Thời gian cứ mãi trôi đi không chậm lại, để giải quyết cho tôi những thắc mắc trong lòng. Không hiểu nguyên nhân nào mình bỏ nhà ra đi. Không có kể lại cho anh nghe những chuyện đau đớn đã xảy ra ở Dũng Liêm sao? Phi đã kể cho anh nghe hết rồi. Nhưng chuyện đó có nghĩa lý gì? Giả lại, gia đình đều biết rõ em đang mang thai mà. Đành rằng cả nhà thương mến em, mẹ và chú Phi lo lắng cho em từng chút. Nhưng không hiểu sao, hễ mẹ càng lo lắng, săn sóc, sợ tiếng thị phi, em càng thấy tủi hờn. Em có cảm giác mình là một gánh nặng cho gia đình. Mỗi lần có khách tới nhà thì mẹ có giải thích cho họ hiểu rằng em đã có thai với anh. Đó là do lòng mẹ thương em, cố ý không cho người ta khinh dễ em. Nhưng anh ơi, những lời nói của mẹ càng làm cho em thêm khổ sở. Luôn cả chú Phi cũng thấy như em vậy mà. Thì ra gì mặc cảm chuyện đó mà em bỏ ra đi? Không, em vẫn cố nhịn nhục chờ ngày sinh nở, hy vọng anh trở lại quê nhà. Nhưng ngày tháng dần qua, sự nhớ thương anh cứ dài dò say rứt. Đêm từng đêm thổn thức cho đến một đêm kia, em đón nhận một tin buồn. Đã bị giam cầm. Khi được tin em bàng hoàng đau đớn, và người ta nói rằng anh bị nhốt tại cầm giang. Một trại giam có đi mà chẳng có về. Rồi một đêm kia em đánh liều ôm con dài ra đi. Em lặng lội tìm đến cửa nhà giam, gặp lại người chồng yêu quý. Trời ơi, em có đến cảm giác mà lúc nào
sao anh không gặp? Em có đến thật à? Dạ có. Em có đến trại cảm giác và hỏi thăm người gác ngục. Thì trời ơi, một tình như sẽ đến đêm mày. Họ nói rằng anh thiền vì mang bảo bệnh đến chết đã lâu rồi. Em vẫn còn bán tính bán nghi, em mới đi tìm hỏi thêm mấy người tội phạm. Anh biết không, tất cả đều xác nhận tin kia là sự thật. Họ còn bảo em đừng hoài công tìm kiếm, coi chừng bị tay ghét tội là đồng loa với. Thôi rồi, họ đã làm anh với anh Lê Quy Thiện cùng quê quán ở Vũng Liêm. Nhưng anh ấy bị bắt sau anh, anh ấy bị bệnh mà chết. Tuyết Minh ơi, chúng ta chỉ sống với nhau tròn một năm dài hạnh phúc, rồi lại xa nhau biển biệt mấy năm trường. Khổ công tìm kiếm khi gặp lại em anh rất đổi vui mừng. Ai ngờ đâu em lại hững hờ lạnh nhạt, để anh phải bẻ bàng tuổi thẹn riêng anh. Giờ rõ ra vì cảnh ngộ đã là vợ của người ta thì anh không có quyền tiếc thương hay oán giận. Nhưng anh muốn tìm gặp đứa con vô phước, xin em hãy giúp cho anh được phụ tử xung vầy. Mong như vậy, em chỉ sợ giao con cho anh, lỡ anh đã có vợ, làm sao tránh khỏi cảnh mẹ ghẻ con chồng. Em khỏi lo điều đó, chẳng bao giờ anh lấy vợ. Con sống với anh là yên hơn cả. Trời ơi, đã gần 20 năm mà anh vẫn chưa có vợ. Tội lỗi của em càng nặng nề hơn. Em đừng lo chi cả, anh chỉ muốn được lo cho con thôi. À, em vẫn đặt tên cho nó là Tuyết Vân như lời anh căn dặn ngày xưa chứ? Vâng, em đặt tên nó là Tuyết Vân. Nhưng mấy năm đó loạn lạc, ở xứ mình không khai sanh được. Sau này em phải nhờ người ta mua một tờ khai sanh để cho nó được vào học ở trường công. Vì vậy mà nó mang tên Bích luôn cho tới bây giờ. Hả? Em nói con tên gì? Dạ, Bích. Tên nó là Bích? Dạ. Trời ơi, giá trời không phải là nó. Em có hình của nó ở đây không? Bộ có chuyện gì sao anh? Đây, hình nó đây nè. Anh làm gì kỳ vậy? Trời ơi, quan nghiệt rồi. Làm sao bây giờ đây? Mà chuyện gì vậy? Quan nghiệt là sao? Không được, anh phải về ngay, nguy lắm. Anh làm gì vậy? Em không hiểu gì hết. Rồi em sẽ hiểu. Nếu Bích về thì em giữ lại nhà, đừng cho đi đâu hết, anh sẽ trở lại ngay. Gì vậy Minh? Thằng Thiện chạy đi đâu vậy? Dạ, con cũng không rõ nữa, chắc anh sắp trở lại. Hồi đó con nói thằng Thiện nó đã chết rồi, bây giờ nó về đó, mặt mũi nào mà nhìn nó chứ. Con nghe lầm á? Nghe lầm. Không có gì dễ dàng bằng hai tiếng đó. Má, thà má giết con đi, chứ mà đừng đai nghiến con nữa. Con đã khổ quá rồi mà. Khổ? Ai làm cho cô khổ? Cô hấp tấp lắm, vừa mới nghe chồng chết đã vội vã đi lấy chồng.
Rồi bây giờ gặp nhau đó, cô mới ăn nói làm sao với nó chứ. Má, con lấy chồng là vì muốn lo tương lai của con Bích. Cô chỉ nói ân tình ở ngoài lỗ miệng thôi, chứ có dám thủ tiết thờ chồng đâu. Như tao nè, chồng chết hồi mới 20 tuổi mà vẫn sống một mình để nuôi con. Bạn bè tao ở cái ngang thiếu gì, tại sao người ta vẫn sống ở vậy nuôi con được? Còn cô, má, con hiểu rồi, má đừng nói nữa má. Thưa ngoại, thưa má, con mới về. Bích, ngồi đi con, má đang đợi con đây nè. Thôi mà má ơi, con không có chịu đi Đà Lạt học nữa đâu. Hả? Con muốn nói là đi đâu hả Bích? Thì đi Đà Lạt học, hôm qua má biểu con đó. Con không có muốn học nữa. Con... Không, con không phải đi Đà Lạt nữa. Thiệt hả má? Thiệt. Vì từ đây đã có người lo cho con, má không còn phải lo nữa. Má nói ai lo cho con? Ba con. Ba con còn sống, chứ không phải chết trong tù như má đã tưởng lầm. Ba con. Trời, ba con còn sống mà. Phải, ba con đến đây chờ con hồi nãy tới bây giờ đó. Phải, con về sớm chút là gặp rồi. Má, ba con thiệt hả má? Thì ba con thiệt chứ sao. Ba con thương nhớ con lắm, đã đi tìm con suốt bao nhiêu năm trời. Ba con làm gì hả má? Làm thầy giáo. Giáo sư? Dạy ở đâu vậy má? Ở Sài Gòn này chứ ở đâu. Vậy mà lâu nay mình không có gặp. Má à, ba con tên gì hả má? Ba con tên Thiện, Nguyễn Văn Thiện. Sao? Nguyễn Văn Thiện? Giáo sư Thiện là ba con à? Bích à, Bích, sao vậy con? Má, có phải giáo sư Thiện dạy ở trường Hùng Dương không má? À, dường như ba con dạy ở các tư thục, mà má cũng không biết rõ tên trường. Trời ơi, có lý nào kỳ cục như vậy chứ? Má à, bên nội con còn có bà con anh em gì không má? Có chứ, còn có chú Út của con, chú Phi. Chú Phi? Bích à, con làm gì vậy? Ồ, con muốn bệnh hả con? Dạ không, không, chắc là con mệt. Con xin phép má, con xin phép ngoại. Bích à, Bích, Bích ơi, Bích ơi, mở cửa cho má vào với. Bích, tại sao con khóc? Bích à, Bích ơi, Bích, Bích, sao con đóng cửa lại như vậy? Mở cửa cho ngoại vào với con. Bích, Bích à. Tuyết Minh, Bích đâu rồi? Nó chạy lên lầu nè, nó có thái độ lạ lùng quá. Em đã nói gì với nó chưa? Em vừa cho nó biết anh còn sống. Nó hỏi đến tên anh, rồi bỗng nhiên nó sửng sốt, chạy thẳng lên lầu đóng chặt cửa lại, khóc đấm rứt ở trỏng á. Bích ơi, Bích à, mở cửa cho ba đi con. Em à, nó có hỏi đến chú Phi không? Làm sao nó biết Phi? Nó chỉ hỏi gia đình anh còn ai không à. Em có nói đến tên Phi không? Dạ có. Trời ơi, nguy rồi em ơi. Hả? Bích và Phi đã làm yêu nhau. Sao? Bích à. Bích ơi, ba đi con. Bích à, Bích. Trời ơi, mùi dầu nóng, nó tự tử rồi. Trời ơi, tại sao lại tự tử? Bích ơi, con bỏ má sao Bích? Nguy Bích rồi, ơi, nguy rồi. Gọi xe cho tôi, mau lên đi, gọi xe, nhanh. Trời lên ơi, con ơi, tại má mà ra cả. Con ơi, Bích, con bỏ ngoại sao con? Bích ơi, Bích ngoại đây nè con ơi, Bích à. Chưa xe mau đi, mau đi, nó chết đến nơi rồi, mau lên. Bích ơi.
7 năm ly cách. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh ngỡ ngàng này. Nhưng cũng may, nếu lỡ như để cho con Bích và chú Phi của nó... Đừng anh, em xin anh đừng nói nữa. Khủng khiếp quá. Em có tội, em có tội với anh, với chú Phi và cả với con của chúng ta nữa. Em không xứng đáng. Không ai nỡ trách hờn em khi em lầm tưởng là tôi đã chết. Dù chỉ một sớm một chiều là em đã vội vã bước sang ngang để tìm nơi nương tựa tâm thân. Nhưng tôi chỉ trách sao em vô tình không nhìn nhận người thân khi chú Phi đến tìm em. Nếu nhận sớm hơn thì nỗi đau giảm nhẹ. Vì chuyện chồng con em đã giấu anh toàn để mong hạnh phúc vuông tròn, và cũng muốn chôn vùi quá khứ đau thương mà em đã cố quên. Nhưng dù sao thì chuyện lỡ rồi, em đừng rai rứt ngậm ngùi. Con của mình yên lành tạnh mạng là trời Phật còn sống. Phải, Thiện ơi, bởi trời Phật xót thương nên quyết nhục tình thâm chưa rơi xuống tận cùng quan trai. Nhưng từ hôm nay đến sau này và mãi mãi ân hận trong em đè nặng mãi muôn đời. Một người mẹ nhỏ nhen ích kỷ vì bản thân mình mà thiếu bổn phận với con. Em sợ mất đi cuộc sống vàng son, sợ lại rơi xuống đoạn trường trong dĩ vãng, rồi để cho con thiếu tình thương của mẹ. Tâm hồn ngây thơ sớm dướng bụi phong trần. Ở trong cuộc đời này, làm sao có thể đem vật chất xa qua mà bù đắp cho tình thắm, mà nhất là thắm tình mẫu tử. Làm sao nó yên vui hạnh phúc khi bên cạnh mình không mẹ không cha. Vì em là một người vợ thiếu thủy chung, một người mẹ vô cùng ích kỷ. Thôi em, khát vọng của em cũng không phải là phí lý. Khi đã có một đoạn đời cay đắng gieo nêu, vậy chúng ta hãy để cho tất cả đau thương được nằm yên trong quá khứ, và hãy cho tôi được đem con về nuôi dưỡng bù đắp tình thương suốt mười mấy năm. Dù tôi đã qua nửa đời người và cuộc sống của tôi rất đơn sơ đạm bạc, nhưng tôi mơ ước con mình sống giữa thâm tình phụ tử thiêng liêng. Hoàn cảnh của em bây giờ không thể ở kề cận bên con, không thể làm tròn bổn phận thiêng liêng của một người mẹ. Thôi thì cứ để cho con nó sống gần anh, để nó được an ủi phần nào trong lúc đang tuổi hờn cay đắng. À kìa, thưa cô, con gái của tôi nó tỉnh chưa cô? Xin ông bà yên tâm, cô ấy đã tỉnh rồi. Bây giờ ông bà có thể vào gặp con của mình được rồi đó. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Thank you.
Minh ơi, con ơi, con không sao rồi phải không con? Sao con dại quá vậy Minh? Lỡ như con có bề nào thì làm sao mà má sống được đây hả Minh ơi? Má Bích, con thầy ba, con ơi ba, đừng khóc nữa con. Bây giờ con nên tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ gì hết, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con à. Ba ơi, Bích ơi, con, má có lỗi, má có lỗi với con nhiều lắm. Không, má ơi, con không hề có ý tự trách má, chỉ tại số phận đã đặt để cho đời con sớm chịu đau thương cay đắng đoạn trường, như cánh chim non trong bão tố dập dùi. Dù có những khi lòng con buồn vô hạn, mong được mẹ từ hôm nay ba sẽ luôn kề cận để cho con đầy ắp một thâm tình. Ba sống vì con bằng hơi thở cuộc đời mình. Những tháng ngày lặng lẽ buồn đôi, nhớ sám hối tội tình với những người thân. Tuyết Minh, em đừng nghĩ giống như vậy nữa. Con về sống với anh là đủ lắm rồi. Thỉnh thoảng có tiện em về thăm con. Định đem con đi đâu? Anh vẫn ở Sài Gòn để dạy dỗ và lo cho con ăn học. Ba, mình sẽ ở chỗ căn nhà cũ trong xóm Sáu Lèo hả ba? Con có bằng lòng không? Ba ở đâu thì con theo đó mà. Nhưng mà... Gì nữa con? Con... Ba đã hiểu rồi. Con nên xua đuổi những lầm lỡ cũ, và nên có đó là một cơn ác mộng đã qua rồi. Má, ba, con khổ lắm. Thôi đừng buồn nữa con, hãy cố quên những chuyện đã qua rồi. Con Bích hôm qua đã chết, bây giờ con vừa mới được tái sanh, nên kể như là con đang bắt đầu một cuộc đời mới. Chị, anh hai, em định đi luôn, nhưng vì lo ngại cho tánh mạng của Bích, của cháu Bích, nên em trở lại thăm cha. Chú định đi đâu? Hồng Kông. Em lấy vé máy bay rồi, chỉ còn đủ thì giờ để chào vĩnh biệt anh. Phi, chú đi Hồng Kông hả? Đi Hồng Kông. Đi một mình? Dạ, không hẹn ngày trở lại. Đi không trở lại? Phải.
phải đi, đi để quên điều tội lỗi, để tự ăn năn sám hối, để nhờ phương thuốc thời gian chữa trị vết thương lòng. Xứ lạ đường xa sẽ làm lắng dịu tâm hồn, một tâm hồn đã nổi cơn sóng gió, làm dẫn đục dòng đời quyết thống và lê nghi. Thà là tự coi mình như một phạm nhân đã bị tòa án lương tâm xét xử, dầu cho tội tình không nặng nhưng phải chịu lưu đài chung thân nơi viện xa. Thì em, giặc pháp gây ra ly loạn đã làm tan nát gia đình ta, nên mới xảy ra cảnh tình ngang trái ngày nay. Việc lầm lỡ cũng chưa có gì quá đáng, sao em lại định vùi thân nơi xứ lạ quê người như vậy? Chú Út đi là tại gì? Niềm trắc ẩn còn ăn sâu trong tiềm thức thì gần gũi nhau có thể gây thành tai họa, nên muốn cho nó phôi pha trong cuộc sống phong trần. Đời của Bích đang xuân tươi rực rỡ như bồi bình minh trời ân nắng hồng. Ai nỡ để cho nền trời phải kém tinh anh trong sáng vì một áng mây buồn ám đạm lững lờ. Ra đi là chết trong lòng một ít, mà ở lại thì chết trọn đời và sẽ chết nhiều hơn. Thôi thì kể như tôi không trở về xứ sở, hay là đã chôn vùi trong lòng đất lạnh ngàn thu. Gia đình ta không làm điều ác, mà sao lại gặp toàn những chuyện đau buồn khổ sở như vậy chứ? Vì em đã quyết định, nhưng em đã suy tính kỹ càng chưa? Em nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ có đi không trở lại, chứ không còn giải pháp nào vẹn toàn hơn nữa anh hai à. Đi không trở lại, đó là một giải pháp vẹn toàn hay là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn? Một kẻ ra đi tìm quên lãng, mà trí óc đang loạn cuộc, tâm tình đang dậy sốc. Còn người ở lại mong thời gian làm lắng dịu, cơn bão tố đang sôi nổi giữa lòng đau, lại thêm nỗi băn khoăn lo ngại. Giọng hương trời xa mù mịt, không biết có ai kề cận để chăm nom săn sóc, để bầu bạc sớm hơn cho chú được yên vui khi dài dàng phong trần. Gần tới giờ máy bay cất cánh rồi, em đi. Chào chị, nhờ chị nói lại với anh Toàn là em gửi lời cảm ơn và chào giả biệt anh ấy. Bây giờ thì có lẽ chú đã hiểu vì sao khi gặp chú chị phải giả vờ lạnh nhạt. Nhưng mặc dầu vậy, chị cũng xin chú tha lỗi cho chị. Em hiểu lắm và không hề buồn giận gì chị đâu. Anh hai, em đi. Chú Út, không lẽ anh em mình phải xa biệt nhau suốt đời sao? Bích, cháu ở lại mạnh giỏi. Chú đi. Phi, chú Phi ơi, chú ra đi là suốt đời không gặp.
và từng đây những khi lầm lỗi. Đâu có chú ở gần để dạy bao quyên răng. Từ thuở bé thơ, cháu là đứa con ngỗ nghịch trong gia đình. Nhưng đến nay tánh tình của cháu vừa thay đổi. Trời ơi, thì góc biển gian trời lại ngăn. Dầu ở xa xôi, chú vẫn mong cho Bích được nên người. Nếu thương tưởng đến kẻ phương trời, thì ở đây cháu hãy nhớ những lời khuyên cho ba cháu vui lòng trong cuộc sống buổi tàn niên. Đời của ba chất chứa ưu phiền lẫn đời, chỉ còn lại ở con niềm hy vọng cuối cùng. Con hãy xin nhớ lời chú, nghe lời ba. Cho cậu chúc chú đi đường bình an, sẽ đến nơi xứ lạ làm ăn phát đạt. Anh hai, em có để lại dưới gối của anh một số tiền, anh lấy đó mà chi dùng và lo cho em đi. Chị ở lại bình yên và mạnh khỏe. Chị chúc chú gặp nhiều may mắn. Chúc cháu Bích vui tươi và hạnh phúc. Chú đi. Vâng. Chú đi. Bích con. Chú phi đi rồi ba ơi. Từ nay con đã có ba, con sẽ nên người. Chú phi đi một thời gian sẽ trở lại. Con sẽ cố gắng trở nên người con gái tốt như chú phi đã dạy. Dầu ở xa vẫn mong cho Bích được nên người. Nếu thương tưởng đến kẻ phương trời, thì ở đây cháu nhớ những lời căn dặn cho ba cháu được vui lòng trong suốt quãng đời còn lại. Chú phi của đêm chia xa âm vang tiếng hát, đêm xót xa bao ngày tháng qua, nghe hoang mang thương hoài mùa trăng, ôm chắc chiều nỗi niềm bâng khuâng. Nghe tâm tư em xanh nước mắt, như lắng sâu anh vàng nỗi đau. Trong mưa
dài cơn say như gió lay cơn mơ.